Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa viện chủ cùng hiện tiền trên đại đức tăng ni trụ xứ tại chùa Trúc Lâm. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2019. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Trúc Lâm thuộc thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Dạ, khỏe. Quý vị có an lạc không? Pháp Hòa rất là vui. Lần này trong một tuần lễ Phật sự ở tại Texas và có 2 ngày ở đây. Tức là tối hôm qua thì đã nói ở trên chùa Bảo Quang ở San Antonio, và tối hôm nay được thăm đại chúng ở chùa Trúc Lâm. Thì Pháp Hòa cũng ở tu viện Trúc Lâm, Canada. Đây là chùa Trúc Lâm của Texas, cho nên hồi nãy 2 cây trúc gặp nhau uống trà rồi. Tức là thầy trụ trì với Hòa có ngồi lại uống trà trước khi ra đây thăm đại chúng. Thưa đại chúng, Trúc Lâm á là một tịnh xá có từ thời Đức Phật. Ngôi tịnh xá này có thể nói là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo, bởi vì Đức Phật là một thái tử bỏ ngôi báo đi tu, và chủ trương của Ngài là ở trong rừng tu tập giải thoát. Trong khi mà Ngài còn là một đạo sĩ đi tìm thầy học đạo đó, thì Ngài có gặp một ông vua mới lên ngôi. Ông vua này tên là Bình Sa Vương, chúng ta thường gọi là Tần Bà Sa La, có khi còn gọi là Bình Sa Vương. Và tên tiếng Phạn của ông là Bimbisara. Vợ của ông là Hoàng hậu Vi Đề Hi. Con trai của ông là A Xà Thế. Nhắc tới A Xà Thế thì ai cũng sẽ biết. Thì ông Bình Sa Vương lên ngôi năm 15 tuổi. Đến năm 25 tuổi, ông được gặp đạo sĩ Cồ Đàm. Lúc đó chưa gọi là Phật Thích Ca, còn là một đạo sĩ, họ là Gotama, và chúng ta gọi là Cồ Đàm, cho nên thường gọi là đạo sĩ Cồ Đàm, còn đang đi tìm thầy học đạo. Thoáng thấy cái tướng thanh thoát của đạo sĩ Cồ Đàm thì ông Bình Sa Vương này đã sanh tâm cảm phục, và đến đó tiếp đãi, và được biết rằng vị sa môn này chính là thái tử của nước Ca Tỳ La Vệ và bỏ ngôi báo đi tu, cho nên ông rất cảm phục. Và ông xin vị thầy tu đó, nếu như một ngày nào ông thành được đạo quả, xin ông đừng quên tôi mà hãy quay về tiếp độ cho tôi. Thì cái lời cầu xin đó được đạo sĩ Gotama chấp nhận. Cho nên sau khi mà thái tử sĩ Đạt-ta thành đạo dưới cội Bồ-đề, thì cái bài pháp đầu tiên Ngài nói ở tại vườn Lộc Uyển, độ cho 5 anh em Ngài Kiều Trần Như. Sau khi cái bài pháp đó xong thì Ngài nhớ tới ông vua Bình Sa Vương này với lời hứa, cho nên sau ở đường Lộc Uyển thì Ngài đi đến nước Ma Kiệt Đà để gặp Bình Sa Vương và thuyết pháp. Thì sau khi mà thuyết pháp xong cho Bình Sa Vương đó, thì ông vua Tần Bà Sa La này mới phát tâm quy y với Đức Phật và trở thành một người đệ tử thuộc dòng dõi vua chúa đầu tiên của Đức Phật. Đức Phật có đệ tử là vua nữa, ví dụ như vua Ba Tư này và những vua khác. Nhưng mà cái người đầu tiên thuộc hàng vua chúa mà quy y với Đức Phật, người đầu tiên đó chính là vua Tần Bà Sa La, chúng ta còn gọi là Bình Sa Vương. Thì sau khi mà ông quy y với Phật rồi đó, thì ông mới thưa với Đức Phật: cuộc đời của con ước muốn 5 điều. Thứ nhất là được làm vua, thứ hai là được gặp một minh sư, thứ ba là được minh sư chỉ dạy, thứ tư là có duyên được kính ngưỡng vị minh sư đó, thứ tư là được vị minh sư đó dẫn dạy, và thứ năm là có đủ khả năng để lãnh hội cái lời dạy của vị đạo sư đó. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay 5 điều đó đã đầy đủ đối với con. 1. Con đã được làm vua. 2. Con được gặp Ngài, Ngài là bậc thầy giác ngộ. 3. Là con phát tâm ngưỡng mộ vị thầy đó. 4. Là vị thầy đó chịu dạy đạo cho con, Đức Phật dạy đạo cho ông rồi. 5. Là con nhận được lời dạy đó. Có nhiều khi đời mình á, mình được cái duyên, ví dụ như nói ước gì được ở nước Mỹ, ước gì được gặp thầy lành, ước gì được kính thầy đó, ước vì được thầy đó dạy. Nhưng mà cái thứ năm nghe mà không hiểu. Có khi vậy, có khi mình được thầy chỉ dạy nhưng mình nghe mình không hiểu, mình không tu được gì ở thầy đó hết. Nhưng mà ông Bình Sa Vương này, ông may mắn, ông đủ 5 điều rồi. Con được làm vua, con được gặp một người thầy giác ngộ, và cho con phát tâm kính ngưỡng thầy đó. Có nhiều khi mình gặp, mình được duyên mình gặp, nhưng mà tâm mình không phát, mà tâm không có kính ngưỡng thì làm sao tiếp nhận lời dạy. Hay là nói cách khác là tâm không kính ngưỡng thì người đó có dạy mình cũng không tiếp thu. Hay là người đó cũng nhận ra rằng mình không có tâm tín ngưỡng, cho nên người đó cũng không chỉ dạy. Cho nên ông vua Tần Bà Sa La nói với Đức Phật rằng: con may mắn, con ước được 5 điều, mà hôm nay 5 điều này con được tụng. Tôn, con muốn cúng dường cho Đức Thế Tôn một cái cơ sở để Đức Thế Tôn làm cái cứ điểm để giáo hóa. Ví dụ như bây giờ mà Phật ở trong rừng thì biết rừng nào kiếm, phải không? Mà bây giờ nếu mà Phật có một cái office, Phật có một cái chỗ trụ, thì mình biết Phật ở đó, mình tới mình tìm. Bạch Đức Thế Tôn, con có một cái khu vườn nhiều trúc lắm, không có quá xa thành phố. Con cúng dường cho Đức Thế Tôn làm chùa, làm cơ sở đạo tràng. Đức Phật mới nhờ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đi tới đó coi chỗ trước. Và Đức Phật dặn rằng á, không nên quá xa thành phố, xa quá dân đi không tới, nhất là dân đi xe bus. Hồi xưa không có Uber, mà nếu mà có Uber mà không biết kêu cũng được. Cũng không nên quá gần thành phố, bởi vì gần quá thì sẽ ồn ào, khó tu được. Cho nên cuối cùng Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đi tới cái khu rừng trúc đó. Thì quý vị biết rằng khu vườn trúc đó vốn là cái vườn Thượng Uyển của vua Tần Bà Sa La. Cho nên khi đến đó thấy rừng trúc xanh tươi đẹp quá, và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên về bạch với Đức Phật rằng cái chỗ đó tốt đó. Cho nên Đức Phật nhận cái chỗ đó và lập tịnh xá chỗ đó, nói bây giờ là lập chùa đi, lập chùa ở đó, lập tịnh xá, và đặt tên là Tịnh Xá Trúc Lâm, tiếng Phạn gọi là venuvana. Thì có thể nói rằng Tịnh Xá Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo, và Đức Phật đã nhận nơi đó khoảng chừng 1 năm sau khi Đức Phật thành đạo. Và Đức Phật đã an cư ở đó suốt mấy năm, coi như Đức Phật có 45 năm an cư kiết hạ. Nhưng mà tịnh xá Trúc Lâm được Đức Phật an cư ở đó ít nhất là 4 lần hay là 3 lần. Và thưa đại chúng, vua Tần Bà Sa La là một trong những vị vua mà có tâm với Đức Phật, hết lòng hộ trì cho công cuộc hoằng pháp lợi sanh của Ngài. Đức Phật có một người đệ tử nhưng mà cũng thuộc bà con quyến thuộc của Ngài, đó là Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà khi Đề Bà Đạt Đa đi vào tu á, thì Đề Bà Đạt Đa lại có cái tâm không lành đối với Phật, đối với Thầy, đối với giáo đoàn. Là Đề Bà Đạt Đa muốn chiếm nói là bây giờ là chiếm ngôi, nhưng mà thật sự ông muốn thay thế cho Phật, thay thế cho Phật, cho nên hợp tác. Gặp lúc đó vua A Xà Thế, thái tử A Xà Thế lại nóng lòng muốn lên ngôi, cho nên không chờ được đến cái ngày mà vua cha nhường ngôi cho mình, cho nên hai bên hợp tác với nhau để mà một bên thì chiếm cái địa vị như là vị thầy lãnh đạo cao trong giáo đoàn là Đức Phật, còn một bên thì chiếm ngôi, cho hai người hợp tác với nhau hại Phật, hại vua cha. Và vua Tần Bà Sa La đã bị thái tử con của mình là A Xà Thế bắt nhốt ở trong ngục, bắt nhốt ở trong ngục và không cho ai đi thăm nuôi, chỉ trừ bà Vi Đề Hi thôi là mẹ của ông. Thì khi mà bà Vi Đề Hi đi thăm vua Tần Bà Sa La đó, là cái lệnh của vua A Xà Thế là không ai được cho ông ăn. Mà không hiểu tại làm sao mà ông vua này ông ở trong ngục bao nhiêu ngày trời vẫn khỏe mạnh bình thường, cho nên vua A Xà Thế mới cho người đi điều tra thì mới biết rằng mẹ của mình là bà Vi Đề Hi đã mỗi lần đi vô thăm thì lấy bột thì nhồi với mật ong để ở trong người, đắp ở trên tay, rồi vô trong đó mới bẻ bánh ra cho vua ăn, cho nên ổng khỏe. Khi biết được như vậy, ông nhốt luôn bà Vi Đề Hi. Chẳng những như vậy, bây giờ ông thành vua Tần Bà Sa La nặng hơn nữa. Đó là gì? Ông cho người lấy cái cây mà giống như là cái bàn chải sắt vậy, cào rách thịt của cha, xong rồi lấy muối xác lên. Và cái ngày mà ông Đề Bà Đạt Đa lăng đá hại Phật ở tại chân núi Linh Thú đó, thì cũng lúc đó là vua Tần Bà Sa La trút hơi thở cuối cùng ở trong cái ngục thất đó. Và thưa đại chúng, cái ngục đó, cái ngục thất mà vua A Xà Thế nhốt cha mình đó, nếu mà mở cửa sổ ra thì sẽ nhìn ra cái cửa sổ đó là thấy cái đỉnh núi Linh Thú nơi Đức Phật đang trụ. Bây giờ vị nào mà đi Ấn Độ đó, đi tới nước Ma Kiệt Đà ngày xưa đó, và sẽ đi tới thăm cái vùng đất còn là cái nền đó, còn cái nền mà nền ngục đó, và cái sợi dây xích mà xiềng vua cha mình còn đó, dĩ nhiên là nó sập hết rồi, giờ chỉ còn cái nền. Và trong kinh sử kể rằng vua Tần Bà Sa La ở trong ngục đó mà ngó ra cửa sổ, và mỗi lần ông đau khổ thì ông chỉ hướng về cái núi Linh Thú đó để đảnh lễ Đức Phật. Và vị nào muốn biết bà Vi Đề Hi được Đức Phật dạy tu sao, đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ biết. Nhờ đây mình dựa theo một phần sử thì không còn nói cái chữ Trúc Lâm. Còn kể cho đại chúng nghe là Trúc Lâm từ đâu ra. Nếu mà Trúc Lâm Ấn Độ là từ vua Tần Bà Sa La, và là người cúng cho Đức Phật cái mảnh vườn đó. Và ngày nay cái tinh xá đó còn ở tại Ấn Độ. Nếu ai đi hành hương qua Ấn Độ, thế nào cũng sẽ có chương trình đi thăm tịnh xá Trúc Lâm ở tại nước Ma Kiệt Đà. Và thưa đại chúng, hồi nãy thầy trụ trì còn nhắc lại 4 năm trước, khi Pháp Hòa đi hành hương tại Ấn Độ, ghé Lâm Tỳ Ni nơi Phật đản sinh, thì cùng lúc đó thầy trụ trì cũng đang có đoàn ở đó. Và Pháp Hòa với thầy có gặp nhau, nhưng mà chỉ chào hỏi thôi chứ không biết. Hồi nãy thầy ngồi thầy nhắc, thầy nói tôi gặp thầy rồi 4 năm trước gặp ở tại Ấn Độ rồi, bữa nay gặp ở tại Mỹ. mà cùng chùa Trúc Lâm. Thì đó là mình nói Trúc Lâm của Ấn Độ. Bây giờ mình nói Trúc Lâm của Việt Nam. Thế kỷ thứ 13, nước Việt Nam có một vị vua tên là Trần Nhân Tông. Vị vua này bỏ ngôi báo đi tu. Đó là cái đặc điểm của Phật giáo Việt Nam, có một vị vua đi tu. Ấn Độ có một vị vua đi tu, đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Việt Nam cũng có vua đi tu, đó là Ngài Trần Nhân Tông. Nhưng mà đặc biệt nữa, Ngài Trần Nhân Tông không phải là một vị vua bình thường, mà là một anh hùng dân tộc. Ngoài là một vị vua, Ngài còn là một anh hùng dân tộc, bởi vì Ngài đã từng dẫn binh, coi như là gìn giữ bờ cõi. Và sau này Ngài đi tu, Ngài đã kết hợp ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Ba dòng thiền trước đó Ngài kết hợp lại để thành một dòng thiền thuần chất của Việt Nam, đó là dòng thiền Trúc Lâm. Và cái tư tưởng của Ngài là làm sao đem đạo Phật hội nhập vào đời sống hàng ngày. Nói cách khác là đạo Phật nhập thế. Tiếng Anh dịch là engage Buddhism. Và cái tư tưởng của Ngài nó thể hiện trong một cái bài thơ dài, và nó kết thúc bằng 4 câu cuối. Cái bài đó có tên là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Phú là một bài nói về cư trần lạc đạo. Cư trần là ở đời, lạc đạo là vui đạo. Cũng giống như mình bây giờ đó, cư trần mà lạc đạo. Cư trần là vẫn ở đời, vẫn có gia đình, vẫn đi làm để kiếm sống, vẫn giao tiếp với mọi người. Nhưng mà tối về là mở băng nghe. Có ai đây mở băng giảng nghe mỗi tối không? Nghe mở tới ngủ luôn không? Này chắc nhiều quá. Cư trần lạc đạo, ở đời nhưng mà không có. Mình ở trong đời mỗi ngày, tuy mình không có đi chùa mỗi ngày. Có người đi chùa mỗi ngày, mà đa phần là không có đi chùa mỗi ngày. Đi chùa cuối tuần. Có người đi chùa lễ lớn thôi. Có nhiều người đi chùa một năm có ngày thôi, ngày mùng 1 Tết, phải không? Nhưng có những vị tuy vậy nhưng mỗi tối ở nhà vẫn thắp nhang lại Phật. Phật giáo là tụng kinh, nhưng mà đa phần là mở băng giảng nghe. Có nhiều Phật tử nói con không có gặp thầy thường đâu, nhưng mà con gặp thầy trên TV. Thì cứ trần lạc đạo là vậy. Mình ở trong đời nhưng mà mình sống bằng cái tâm của đạo. Cái này cần lắm. Bởi vì nếu mà không lấy đạo mà chan hòa với cái đời đó, đời giật mình chết rồi. Ví dụ nè, mình làm ơn cho người ta mà mình mắc oán. Mình giúp người mà người biết ơn, người phản lại mình. Rồi mình nói một lời lành cho người ta nghe mà người ta nói đừng có giải đời. Nói chung là cuộc sống thế gian này, có nhiều khi mình đối tốt nhưng mà người ta không tốt với mình. Hoặc giả là mình luôn luôn bị người ta ganh tị với mình, luôn luôn bị người ta có những cái ý niệm không lành với mình. Nhưng nếu mình không phải là một người biết tu tập, có giáo pháp, thì có lẽ mình không có bỏ qua được cho họ. Hoặc là mình sống mà mình không có an lạc, mình khổ đau, nhưng mà nhờ mình học nhẫn nhục, học từ bi, học từ duyên, học bỏ qua, học tha thứ, học bao dung, cho nên mình an lạc. Không phải là lạc 100%, nhưng mà không có phải là lạc nhất. Nhưng mà mình đi qua được những chặng đường khó khăn nhờ giáo pháp. Phải vậy không? Nếu mà không có giáo pháp là chắc gì mình sống được tới giờ. Nội với con mình nó hành khổ mình không, mình cũng đủ chết rồi. Nhưng mà khi mà con hành khổ mình á, thì mình lại nhớ lời Phật dạy: ồ, con cái cũng là nghiệp nợ. Mà bây giờ mình dạy con mình quá chừng mà nó không nghe lời mình, tranh than đủ thứ. Cái mình nhớ Phật nói: ô, con mà mình dạy nó mà nó không nghe mình đó, đó là con gì biết không? Ai nhớ ba loại con? Liệt sanh. Liệt sanh là một đứa con mình sanh ra nhưng mà nó dở lắm, nó không có làm theo những gì mình nói đó, nó luôn luôn nó nghịch với mình. Con này là liệt sanh. Còn con mà mình nói đâu nó nghe đó, mình nói mình dạy bảo nó nghe lời mình, con đó gọi là tùy sanh. Còn có những con mà mình không dạy bảo nhiều nhưng mà nó rất ý thức, nó làm những điều rất hay, và thậm chí cha mẹ dở mà nó hay hơn cha mẹ nữa, con đó gọi là con ưu sanh. Phật dạy có ba dạng con ưu sanh, con tùy sanh, con liệt sanh. Thì khi mình gặp một cái đối tượng con nào cái mình nhớ Phật nói vậy đó, nhớ vậy đó, cái tự nhiên sao không có giận nó, không có buồn, không có ghét nó, không có hận nó, mà thậm chí không có trách ổng hết trơn. Chứ không thôi mình hay đổ thừa ổng. Cao sanh ơi hỡi cao sanh, tôi sống tốt quá mà sao con tôi thế này, gia đình tôi thế kia. Rồi mình học nghiệp. Nghiệp á, trời, đời này tôi đâu có hại ai đâu, mà tại sao tôi lại gặp những cái cảnh khổ đau như thế này? Nhớ là liền, à, nghiệp nó có quả báo, nó có hậu báo, hiện báo, sinh báo. Có nhiều trái cây á, trồng á, không phải bây giờ mới có ăn, vài ba năm sau, cái nào mà quả sau gọi là hậu báo. Còn bây giờ mà trồng có liền là hiện báo hay là sinh báo. Cho nên học nghiệp để mỗi cái gì nó tên, biết điểm tên nó, mày là loại nghiệp gì. Hay là gặp cái quả gì biết cái này là quả của quá khứ, quả của cái nhân quá khứ mà không trách. Cho nên ở trong đời mà nếu có đạo, có cái giáo pháp đó thì mình liền lạc đạo. Lạc đạo chứ không có lạc đạn nha. Mình không hiểu là lạc đạn. Nhưng mà mình lạc đạo là lấy đạo. Chữ đạo này là gì? Là con đường, là lời dạy để chúng ta làm an ổn nơi thanh tâm. Vậy thì Ngài Trần Nhân Tông, Cư Trần Lạc Đạo Phú, ở đời vui đạo mà đúng sự thật. Nếu bao lâu nay mà mình không có giáo pháp thấm nhuần trong tâm mình đó, chắc mình khổ nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng, đôi khi mình không có thấy rằng thật sự giáo pháp đã thấm, nhưng mà đụng chuyện mình coi mình ứng sao, mình xử sao để mình biết rằng đạo thấm tới đâu. Người Việt Nam mình hay nói thấm tương thấm chao. Người nào mà thấm tu hành có tên ông là thấm tương thấm chao. Nhưng mà đôi lúc bình thường mình không thấy, đụng chuyện mình mới biết mình thấm tới đâu. Ví dụ như ngày xưa cái người đó họ nói nặng mình câu, mình giận: ủa sao bữa nay tôi hay vậy ta? Nó nói mà tôi bình thường. Khi quán lại như vậy là tôi có thấm. Tôi đã từng có lạc đạo nhưng mà tôi chưa thấy rõ. Và cái Cư Trần Lạc Đạo của Ngài là bằng bốn cái ý thôi: ở đời vui đạo, hải tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo, thôi tìm kiếm. Đối cảnh không tâm, khỏi hỏi thiện. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiện. Cư Trần Lạc Đạo, thả tùy duyên. Ở đời vui đạo, hải tùy duyên. Đó là gì? Là nên sống hòa mình với đời sống mà không cố chấp. Bây giờ Pháp Hòa đưa đại chúng như này: mình ở Việt Nam cũng ăn, cũng ngủ, cũng sinh hoạt bình thường. Rồi bây giờ mình qua nước Mỹ, mình qua các nước khác, mình có làm khác Việt Nam không? Không, cũng ăn, cũng ngủ, cũng sinh hoạt bình thường. Rồi ở Việt Nam có người chồng mình giận không? Rồi qua đây có chồng người chồng mình giận không? Ở Việt Nam mình có chồng chúng ghét không? Qua đây mình cũng chồng chúng ghét như thường. Như vậy thì đời sống đã nói là đời sống của ta bà, của thế gian ở đâu cũng giống nhau. Nhưng mà tại sao mình không tùy duyên được? Mình qua đây mình sống mà mình cứ trời ơi, ở đây không giống Việt Nam. Giống sao được, ở đây nói tiếng Mỹ mà. Nhưng mà nếu mình nói kiếp sống của ta bà mà nói cái chung á là giống nhau hết, cũng thích ở bình thường, cũng ăn, ngủ, mọi sinh hoạt bình thường. Nhưng mình không hiểu được cái đó, mình không hội nhập được cái đó, là mình đã mất đi một cái điểm là hội nhập, hòa mình, và để tìm được một cái an lạc cho chính mình. Có nhiều khi mình hy sinh cho con. Qua đây, tại vì con còn nhỏ, mình muốn nó có một tương lai. Mình biết mình qua đây mình khổ lắm, mình học là tiếng Mỹ nè, mình không có đi được, đi tới đâu hết trơn đó. Ở Việt Nam mình đó, ra cửa là có xe đi, cho nên qua đây rồi là thành handicap đó, không đi đâu được hết. Người ta nói mình không nghe là điếc, mà không nói được với người ta như câm, coi chừng mà đi không tới đâu hết. Phải không? Cho nên rồi, nhưng mà mình biết rằng mình qua đây để làm gì cho con, cho cháu, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu nói cho cùng tận, thì nếu mình biết chọn cái đó thì mình phải chấp nhận cái mới. Cũng giống như một người đang ở ngoài đời tự nhiên giờ phát tâm vô chùa tu. Bảo bà thưa đại chúng là bây giờ mình phát tâm mình vô chùa tu á, mà nói về cái cơ bản cuộc sống có giống bình thường ở đời mình không? Đi hết, cũng ăn ngày ba cử, cũng thích thở bình thường. Chỉ có khác là hồi đó nhà ngủ thẳng cẳng, bây giờ thẳng cẳng không được, tại vì ngủ có giờ, dậy có giấc. Ăn thì phải theo chúng, chứ không phải muốn ăn gì ăn. Ví dụ ở gì ở nhà mình á, má nấu món đó mình không thích, mình đứng dậy mình vô tủ mình kiếm món khác mình ăn. Một khi đi chùa tu rồi là không được. Cái bữa đó cái ban hành đường, ban trị nhật người ta nấu món gì mình ăn món đó, chứ không được đứng dậy đi vô trong bếp luộc món ăn riêng. Một người như vậy thì hai người như vậy thì cả chùa ai cũng vậy hết thì làm sao? Rồi cái người nấu đó người ta nấu cho ai ăn? Rồi mình sống như vậy là mình sống theo cái tư riêng của mình mà không hội nhập được với chúng, thì làm sao gọi là sống với chúng? Cho nên ngay cái khi mình đi vào mùa tu rồi thì phải học cái câu là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Và cái câu đầu đó là ý của Ngài muốn nói cái gì? Cái tông chỉ của Ngài là gì? Là sống hội nhập, sống hòa mình, mà mình biết tùy duyên mọi cảnh. Có mà ví dụ như á, hôm nay đại chúng ngồi đây ở một cái hội trường rộng rãi như thế này, ngồi thoải mái. Nhưng có những lúc mình sẽ đến một đạo tràng quá nhỏ bé. Ví dụ bữa nay mà có cái hội trường này là mình sẽ tập hợp ở bên cái chánh điện nhỏ bên kia. Chừng đó là lúc đó ngồi biết không? Ngồi kiểu nước rồng, co chân co cẳng chứ đâu có được ngồi thoải mái như vậy. Mà hôm nay mình được như vậy. Rồi ví dụ lỡ bữa nào bên này có bận sự việc gì mình không sử dụng được, mình phải sử dụng bên kia, thì lúc đó phải tùy. Mà người sống được như vậy, cái mục đích của mình ngồi chật hay là ngồi rộng, mà cái mục đích là để làm gì? Để nghe Pháp là cái chính. Còn mọi cái phương tiện gì đó mình phải hội nhập hài hòa. Ở đời vui đạo hay tùy duyên, thì cái tông chỉ đầu tiên của Ngài là hòa mình. Mà quý vị thấy người mà sống hòa mình với mọi người, vui vẻ bản thân, vui vẻ người xung quanh, mà không ai thấy có gì phiền não hết, phải không? Cái thứ hai, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Tông chỉ thứ hai của Ngài là gì? Là hành động tùy duyên, làm việc đúng lúc. đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thí dụ bây giờ mình no rồi mà ta ép mình ăn, ăn nổi không? Không nổi. Mình mệt cũng chết mà biểu mình tụng kinh tụng sao nổi, phải không? Hay là bây giờ mình mệt quá mình muốn nghỉ ngơi mà bắt mình phải đi quét nhà, đi làm việc nữa, làm không nổi. Cho nên bản thân mình cũng vậy, làm cái gì đúng lúc là hay. Ví dụ như là ở đây là canh đúng lúc. Nhân cái dịp Pháp Hòa đến Texas thì mình cũng phối hợp với một cái chương trình để khỏi mắc công. Tuy rằng ngày thường, nhưng mà quý vị vẫn tới nếu tất cả chúng ta cùng một hướng đó. Bây giờ mình đi làm về, mình ở nhà mình coi tivi, mình mở văn nhạc mình nghe cũng được, nhưng mình biết đây là một cái cơ hội lâu lâu mới được lần, thì thôi đúng lúc rồi. Mà bữa nay đủ sức khỏe, đủ hoàn cảnh, đủ mọi thứ cho nên có mặt. Đấy. Bây giờ mình muốn nghe Pháp, mà bây giờ có Pháp để nghe mà mình không nghe, có phải là đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Có quý vị biết là ngày Bá Trượng á, có một hôm tới buổi trưa trời nắng chang chang, Ngài mới đem củ cải trắng, Ngài đem ra Ngài phơi để Ngài làm cái món trong chùa hay làm món củ cải lắm mà. Ngài đem ra Ngài phơi, cái các đệ tử đi về thấy Ngài đang phơi củ cải, bắt qua tướng trời nắng quá vào ngày ra đây Ngài phơi củ cải chi. Ngài xoay qua Ngài nói nếu muốn phơi củ cải mà không phơi lúc này thì đợi lúc nào phơi. Quý vị thấy Ngài trả lời không? Mình ngộ cái là muốn phơi củ cải, không để đợi lúc mưa đi phơi. Phơi củ cải mà trong lúc nó đang nắng rất gắt như vậy mà đem ra phơi là phải rồi. Vậy mà đi ra nói Bạch Quan Thượng, Ngài vô nghỉ đi, nắng quá mà Ngài phơi chi. Ngài mới nói nếu mà muốn phơi củ cải mà không phơi lúc này, phơi lúc nào. Đó. Cho nên cái chỗ của chúng ta, đôi khi chúng ta muốn đường mà làm nẻo không. Ví dụ nha, nói trời ơi tôi muốn tu, mà tới lúc mà đúng lúc tu á, không tôi bận, tôi bận này tôi bận kia. Ví dụ như hồi còn trẻ thì bận đi làm, khá tuổi chút là mỏi chân mỏi lưng giữ giáo, rồi tới hồi mà già chút nữa bệnh quá rồi nó thôi giờ thôi đi không nổi. Cho nên rốt cuộc rồi từ trẻ cho tới già mà gần chết luôn cũng không có tu gì được. Cho nên muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Nói tu đừng có sợ già, vô thường thay đổi trải qua mấy hồi. Cho nên cái việc mà chúng ta hội nhập là một, và chúng ta làm việc đúng lúc. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều Phật tử mới nói vậy nè: bây giờ á, kêu Pháp Hòa là nghỉ bớt. Thật sự Hòa cũng ngu gì muốn nghỉ. Nhưng mà đôi khi bây giờ việc nó đến nè. Và cái thứ hai nữa bây giờ mình chưa có người thay thế, và mình nghĩ rằng mình còn đủ một chút sức khỏe, còn một chút khả năng, và sẵn người ta cũng đang cần mình. Ví dụ bây giờ mà Pháp Hòa mà chừng 10 năm nữa không ai nghe mình nữa hết, lúc đó muốn nói ai nghe, phải không? Cho nên á, sở dĩ ngày nay mình hơi chịu khó một chút mình làm là bởi vì mình sống cho đạo. Mình muốn làm việc gì cho đạo Pháp khi sức khỏe mình còn, khi khả năng mình còn, và đặc biệt là khi người ta còn đối với mình. Bởi vì cái gì nó cũng cả hai. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, sở dĩ mà các ca sĩ mà lớn tuổi người ta còn đi hát là tại vì mình cái top mà thích mấy cô ca sĩ cũ còn thích nghe. Chứ giờ mà thử cháu mình mà dẫn nó vô mấy cái buổi gây quỹ của chùa mà kêu nó ngồi nó nghe mấy cái nhạc Việt Nam mình, nó nghe nổi không? Mà mình là khoái. Như vậy thì các cô đó vẫn còn đi hát là bởi vì vẫn còn người muốn nghe. Còn nếu mà một ngày nào đó mấy cô đó còn muốn hát mà hết ai chịu nghe thì hát với ai? Cho nên đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Còn khỏe, ngoài cái chuyện đi làm kiếm sống, làm việc gì cũng được, nhưng đừng có quên một chút nữa là tu. Tại vì nếu đợi mà bệnh mà già bận rộn không tu được. Thưa đại chúng, là hôm nay rảnh không lo niệm Phật, mai có bạc ti là khỏi niệm luôn. Chứ thưa đại chúng, là nhiều khi á, các vị nhắc mình nè, chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Ở ngoài nghĩa trang mồ hoang người trẻ cũng có. Giờ thôi đi nghĩa trang chi cho xa, vô mấy cái chùa nhìn lên bàn thờ linh, bên nam bên nữ đều có tuổi trẻ đó. Mạc thị lão lai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Như vậy thì cái vấn đề của chúng ta đây là chúng ta có quyền đi làm kiếm sống, lo cho con, lo cho mọi người, nhưng phải có một chút lo cho mình. Tại vì đây là đúng lúc mình đã hiểu đạo, mình có đủ sức khỏe, có đủ hoàn cảnh. Đừng có quên cái đó, phải tranh thủ. Có nhiều khi Pháp Hòa cứ lang thang phi trường. Lang thang phi trường thì những lúc mà ngồi phi trường lâu, chờ máy bay bị delay hay bị cancel, Pháp Hòa làm gì? Niệm Phật, viết bài, những cái gì mình muốn làm. Tại vì mình biết rằng một lát nữa đó mình đi tới chỗ đó là mình không còn đủ thời gian làm. Có nhiều khi Phật tử tới thăm vậy, và cũng ráng tranh thủ. Trong khi lên xe là cái đầu mình phải tịnh. Mình đang trên đường đi tới cái chỗ đó nói chuyện, mình phải suy nghĩ trong đầu này, chuẩn bị mình nói cái gì. Mà có nhiều lúc nó không ra. Quý vị thấy không? Đâu phải muốn nghĩ mà nó ra đâu. Có nhiều lúc muốn nhớ tên người đó mà nghĩ hoài, nghĩ không ra. Vậy mà tới hồi hỏng bữa nào nghĩ tới nó, cái chợ chữ cái tên nó ra liền. Phải không? À, vậy thì lúc nào nhớ, muốn gọi người đó gọi liền đi, đừng chờ. Mình hay quên lắm. Cái nhớ là mình không bao giờ nhớ, mà cái quên mình sẽ nhớ. Trên cái gì mà mãi mãi với mình? Cái quên. Trên đời này không có cái gì chắc hết á, có một cái chắc thôi. Tức là cái gì? Chết chắc. Chết là chắc, còn có gì chắc. Cho nên gặp nhau mà mỗi lần mà khổ đau chuyện gì, trời ơi chắc chết, đừng lo. Đừng lo chắc chết, tại vì chết là chắc. Ở đời vui đạo hải tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Ngài nói như vậy đó là để biểu tượng cho cả cái thế, cả tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta. Thí dụ như con mình nó còn nhỏ đó, nó thích đi theo mình đó, nên vui vẻ. Tại vì sao? Nó thích đi theo mình, cao tay lắm là tới nó 13 tuổi rồi. Mà đứa nào làm chút nữa 15 thôi. Tới cái tuổi đó rồi đó, quý vị năn nỉ nó cũng đi. Nhiều khi con cháu nó tới nó ôm ôm, đi ra, mệt quá. Rồi mai mốt lớn lại nó nói đi ra. You weird. Lúc con nó chào tới nó hôn hôn mình, đi ra. Nhưng mà thưa đại chúng, mình không có đúng lúc. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Lúc nó còn theo mình không chịu. Bây giờ quý vị để ý hết con cháu mình đó. Tới khoảng tuổi đó là bắt đầu nó thích ở nhà, nó thích đi đâu với mình. Đi học về là bất quá là nó ăn với mình thôi. Nhưng mà sau đó rồi lại vô phòng, nó có thế giới của nó. Rồi thậm chí một lần mình mở cửa vô mình kêu nó, bây giờ nó dán ngay cái cửa luôn. Please knock my door before you come in. Thấy chưa? Bây giờ tới hồi muốn vô con hết vô được. Mà lúc con nó muốn vô mình nó không chịu. Vậy thì có phải là mình đã không biết vận dụng cái chỗ đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Lúc có ngược đi, lúc mất rồi là tìm được. Cho nên khi nào còn sống với nhau đó, còn cười vui, còn thương nhau, còn đãi nhộ được nhau, đãi đi. Chứ không thích về đây lắm, mỗi lần về được đãi nhiều lắm. Còn nhiều đãi hết đi. Quý vị biết là nhiều khi Pháp Hòa giỡn với mấy thầy á, Pháp Hòa mời mấy thầy ăn cái này cái kia, mấy thầy nói thôi tôi không ăn đâu, tôi không uống đâu. Thôi ăn đi, uống đi, mai mốt khỏi ăn đồ nguội. Quý vị hiểu mà nói gì không? Mai nó đem bàn thờ rồi ăn toàn đồ nguội không biết được. Bữa nay tôi đãi trà nóng uống đi, tổng uống trà nóng của tôi là mai mốt tôi cúng trà đợi nguội uống à. Đói đến thì ăn mệt mỏi. Mà quý vị thấy Ngài thực tế không? Mà khi chúng ta phân tích ra thì mình thấy cái tinh thần của Ngài Trần Nhân Tông, Cư Trần Lạc Đạo, ở khi trong đời này mà tâm mình thảnh thơi vô cùng. Tại vì mình biết vui với tất cả mọi duyên, đừng có khổ đau với bất cứ duyên gì cả. Tại vì duyên gì nó cũng có duyên do của nó. Đừng có nhìn duyên người khác rồi buồn cho duyên mình, rồi thậm chí nó trời ơi nhìn ta chảy nước miếng, nhìn lại tôi chảy nước mắt. Mỗi người mỗi duyên, mình có duyên gì hưởng đó, nó vui hơn. Tại sao? Tại vì người ta có phước khác, mình có phước khác. Người ta có nghiệp khác, mình có nghiệp khác. Ví dụ mình thấy cái người đó sao họ sướng quá, nhiều khi mình mới thấy sướng cái vỏ thôi, mình không thấy được cái lõi. Trời ơi, người đó muốn sướng kiểu đó trả một giá đó, còn mình là vô giá, không có gì. Cho nên ở đời vui đạo phải tự nhiên. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Mình biết vui với tất cả các duyên. Quý vị ở đây, quý vị có cái may mắn là ít có tuyết, nhưng mà bù lại là thỉnh thoảng có mưa đá, mưa lũng xe. Ở mấy cái vùng mà tới có nhiều khi mà thấy đá rất là to. Cái vùng đó mà ở, quý vị biết không, hồi tháng 3, tháng 4 vừa rồi là trời ấm vậy đó. Vậy mà mấy ngày Pháp Hòa đi giảng là bão tuyết đó mà. Rồi không lẽ Pháp Hòa cứ ngồi rầu hoài, trời ơi, duyên gì đẩy tôi về đây. Than hoài mà cũng ở tới ba mấy năm rồi. Mà nếu Pháp Hòa không vui được cái duyên đó thì quý vị thấy khổ. Bây giờ là cái duyên của mình là không biết tiếng Mỹ, nhưng mấy bác quý cụ biết tiếng Mỹ, nhưng mà cũng có vui có người không biết tiếng Mỹ. Tại vì sao? Nói gì mình cũng hiểu hết, nhưng phải rồi hỏi to hỏi gì. Rồi mình không biết tiếng Mỹ đúng không? Đi đâu cũng cứ đăng ký xe lăn. Trời ơi, có nhiều người 30 tuổi mà cũng đi xe lăn. Bây giờ nó có phong trào đó. I know. Bởi vì họ rộn với nhau, họ nói anh không biết gì hết á, anh cứ nói dạng vé máy bay á, I need wheelchair. Có nhiều người không mắc cỡ, bây giờ có nhiều cái hãng máy bay nó biết luôn nha. Người trẻ mà làm biếng đi bộ rồi gì không, lý do nào không biết, nhưng mà cứ đăng ký xa lăng. Bây giờ có những hãng nó kêu mình chứng minh cho nó coi, nó chứng minh cho họ coi là mình có thật sự cần xe lăn không. Cho nên đại chúng là nếu mình hiểu đạo Phật, mình hiểu đạo Phật, mình sống được với đạo Phật á, bất cứ nơi nào, chốn nào, người nào mình sống cũng được hết, không có gì phiền não hết. Tại vì đạo Phật không có cái gì đặc biệt cả. Đạo Phật đang bàn bạc trong cõi giới hư không này, người xấu, người tốt, người hay, người dở, người nào ta cũng có đạo để mình tu. Tại vì đạo Phật dạy cho mình cách sống, sống làm sao mình thích ứng được mọi hoàn cảnh, chứ không phải mình tìm mọi hoàn cảnh để mình thờ phụng một đấng tối cao nào để được Đức Phật phù hộ. Mà nếu Ngài có phù hộ mình là Ngài phù hộ cho mình một pháp tu, một pháp sống. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa quy y cho mấy em nhỏ đó, Pháp Hòa nói tiếng Anh với mấy em. You are looking for the instruction of life. We all live, but we need instruction how to live. Mình cũng sống nhưng mình cần một công thức để sống. như mình muốn làm bánh phải có công thức làm bánh, muốn đi đâu phải biết đường để đi. Thì đạo Phật cũng thế, muốn sống vui Phật chỉ cho mình cách sống vui, và Phật nói rõ cho mình đây là con đường đau khổ, chỗ này là chỗ hạnh phúc. Cho nên mới có câu đường này đến niết bàn, đường kia đến thế gian, ai là người đạt đạo phải ý thức rõ ràng. Đường này đến niết bàn, đường kia tới thế gian, mình muốn đi đường nào? Thì hồi nhỏ có thuộc cái bài sám của một vị tổ Việt Nam mình biết được, muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Niệm Phật là gì? Niệm giác, niệm tĩnh. Mà anh muốn thoát con đường khổ không? Chỉ một niệm thôi, tĩnh giác, không mê lầm. Không mê lầm nhân quả, không mê lầm nghiệp chướng, không mê lầm hoàn cảnh. Đói đớn thì ăn, mệt ngủ liền. Mà nội cái đơn giản nhất là đói bụng quá có gì ăn không? Nói cái này không? Vậy thôi. Có nhiều khi mình ăn một miếng bánh vậy đó, thiếu có một chút mè đường vậy đó, mà ngồi nói hoài không hết gì á. Nhiều lúc đó mình nói xong rồi mình cũng y chang. Nhiều lúc mà ăn cái này phải có thêm cái này nó ngon nha. Rồi cái nói xong cái mình giật mình, nó trời ơi, mình nói cho người ta nghe mà mình không bao giờ mình nghe mình. Cái tập của mình nó cũng đầy dẫy trong này. Cho nên mình sống được với cứ các duyên. Cái câu thứ hai của Ngài cũng nói là sống với tất cả các duyên. Cái thứ tư, cái thứ ba là gì? Trong nhà sẵn báo thôi điềm kiến. Nếu nói theo ý nghĩa sâu sắc, trong tâm của mình ai cũng có sự giác ngộ, có Phật tánh, không cần phải chạy đâu tìm cả. Hay nói cách khác là mình có khả năng sống như Phật, sống như các bậc thánh giả. Có thể là không 100%, nhưng mà có khả năng làm. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, tất cả chúng ta ngồi đây có ai mà hoàn toàn không biết nấu cái gì hết không? Không có. Con không biết nấu gì thì ít nhất cũng biết nấu gói mì, cũng biết chưng được cái trứng. Vậy thì khả năng của mỗi người đều có chứ, mà ít nhiều thôi. Nếu mà mình nắm ngay cái đó, mình phát triển khả năng đó thì nó sẽ lên. Ngày xưa có một ông thầy ở trong chùa, ông làm ba việc. Một, cái cây nào mà nó rậm rạp đó, mà nó xòe nhánh rồi, ông lấy keo tỉa nó gọt đó. Cái cây nào mà mỗi ngày ông lại sang nó từ chậu này sang với chậu khác. Rồi có bữa thì ông đem cái cây kia héo héo, ông ngâm nước, ông đưa ngoài nắng, ông cứ nhiêu cho ông làm hoài trong cái vườn của ông á. Thì có một người Phật tử đi tới chùa thấy ông thầy tu mà sao cứ làm hoài mấy việc đó, mới hỏi ông. Ông mới nói á, dưỡng người tài như dưỡng ba loại cây. Cái cây nào nó có khả năng phát triển thì mình phải tìm đúng chậu, đúng đất cho nó phát triển. Ví dụ cái cây đó, cái rễ nó đang ra mà nó nằm trong cái chậu nhỏ quá, thì mình phải sang nó ra một cái chậu lớn hơn để nó có khả năng nó phát triển cái rễ đó. Cái cây nào mà nó rậm rạp, nó xum xê, cũng phải tỉa nó, không thôi nó mọc vô chừng coi không đủ. Còn cái cây nào mà biết nó sắp chết, phải tìm cách cứu nó. Người có biết dưỡng người tài cũng phải thế. Thấy người nào mà sắp sửa rơi rụng, xa rời đạo đức, tìm cách dưỡng họ như dưỡng một cái cây mà sắp chết. Thấy một đứa nhỏ nào, một người nào có khả năng, phải tìm môi trường cho nó phát triển. Còn nếu một cái cây nó quá giỏi, phải tỉa nó, không thôi nó ngạo mạn, nó cống cao, nó khinh người. Cho nên tuy nó giỏi, phải tỉa nó để nó giỏi đúng mức. Đó là đạo dưỡng tài. Quý vị thấy đâu có nói Phật nói gì đâu. Nhưng mà người có trí tuệ, có tệ giác, người ta sống trồng cây cũng là cách đúng. Vì trong nhà sẵn đó mỗi người có một khả năng, mình phải đưa cái đó phát triển cái đó. Thầy Pháp Hòa đó, thầy cứ nói với Pháp Hòa hoài, con bây giờ đệ tử cũng có rồi, 5-7 đứa rồi, mấy đứa nó bắt đầu lớn hết rồi, con phải tìm việc giao cho nó. Bây giờ quý vị biết không, Pháp Hòa giao mấy chú, mấy thầy, ví dụ bây giờ lớp thiền của Mỹ từ năm 97 tới bây giờ là Pháp Hòa giao lại cho mấy thầy. Khi nào Pháp Hòa có ở nhà tối thứ 6 thì Pháp Hòa sẽ ra sinh hoạt với người Mỹ chung, còn không thì mấy thầy tự soạn bài giảng, Pháp Hòa cung ứng tài liệu. Đi đâu mà thấy một cuốn sách, một cuốn kinh nào bằng tiếng Anh hay, Pháp Hòa đều mua hết. Và thậm chí Pháp Hòa nói với cái thầy, tủ sách của thầy ở trong phòng đó, mấy đứa bất cứ cần cuốn gì vô lấy. Rồi thậm chí Pháp Hòa còn nói bài kinh nào hay nên đọc cái bài đó, nghiên cứu giảng. Pháp Hòa mới nói á, bây giờ tụi con tập giảng á, giảng kinh Bách Vụ đi. Thầy có giảng bộ Bách Vụ rồi, bây giờ kinh Bách Vụ đã dịch ra tiếng Anh rồi, thầy có tài liệu rồi, tụi con đọc cái cuốn tiếng Anh đó, nghe cái lời thầy giảng tiếng Việt, rồi phối hợp theo cái kinh nghiệm của chính mình tạo bài giảng mỗi thứ Sáu. Đâu có cần, không có khả năng giảng một tiếng, giảng cho họ nghe 45 phút. Đó là cái chương trình ở Trúc Lâm. Chương trình ở Tây Thiên, mỗi thứ Tư mở lớp thiền cho người ở khu vực đó. Có nhiều tuần có 5 người, mà mấy thầy phải đổ đường từ ở dưới phố chạy lên đó 45 phút. Pháp Hòa nói 5 người cũng dạy, 7 người cũng dạy. Dù không, mình đặt cái vấn đề là một người còn học vẫn còn hơn không có ai. Cái thứ hai là mình tập cho mình một đức tính nhẫn nại. Giáo hóa người đâu có dễ. Quý vị thấy không, muốn độ một người khó lắm à. Rủ người ta đi ăn dễ chứ nói người ta nghe Pháp khó. Thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Ngàn vàng dễ được, lời lành khó nghe, khó kiếm. Cho nên mình tìm một cái môi trường đúng cho cái con cái mình nó phát triển là tốt. Ví dụ nè, con mình nó thích làm cái đó nên cho nó làm. Nó làm để chi? Để nó enjoy cái việc đó, mà mình biết rằng nó thích cái đó, nó làm cái đó. Mà nếu mình không, mình thấy cái đó không tốt, mình góp ý. Nhưng mà thường học cái gì cũng tốt đó, có điều là nó sử dụng được nhiều. Giờ hồi nhỏ đó, con chú Tiểu nói với Pháp Hòa, thầy ơi, con muốn mai mốt con lớn lên đó, con làm thợ sửa xe. Lúc đó nó mới có 9-10 tuổi. Cho Pháp Hòa nói, ô tốt. Hỏi mà tại sao con chọn làm nghề sửa xe? Tại con thấy chùa mình xe nhiều quá, mỗi lần đi sửa tốn tiền. Nhưng mà thưa đại chúng, lúc 10 tuổi nó nghĩ vậy, mà có chắc 20 tuổi nó nghĩ vậy nữa không? Nó đổi rồi. Thì tại sao mình phải cắt cái tư tưởng lành của nó làm chi ngay lúc đó? Không có được. Sửa xe giờ nghèo lắm, sửa xe ngày không có ngày dơ giấy lắm. Nó mà lớn mà mình nói mấy cái đó nó gì? Cho nên nếu mà nó có được cái tư tưởng thiện lành nên hỗ trợ. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có cái khả năng. Thưa đại chúng, hồi nhỏ đó Pháp Hòa sợ đi tùng, lúc mà Pháp Hòa đi tu chỉ cần mà mấy thầy mà lên biểu là đi lên đứng thỉnh chuông thỉnh mõ là Pháp Hòa sợ run đến mức độ là hai tay mình thước nhẹ hết trơn. Rồi thầy mình nó cứ đi Phật sự tối ngày mà chùa con mình có hai thầy trò thôi, cho nên việc gì mà không có thầy mình thì mình phải ra thay thế, cầm máy rồi hướng dẫn. 17 tuổi thôi là hướng dẫn bác quan trai. giảng mấy bài kệ về thỉnh chuông, thỉnh mõ vân vân. 17 tuổi thôi, 12 tuổi, 13 tuổi là ngồi trước đám đông nói pháp thoại nhân dịp lễ Vu Lan. Mà lúc đó mình đâu biết gì đó, trong đầu có gì nói đấy, kể chuyện này chuyện kia. Mà lúc đó mới có 12-13 tuổi, nhân một cái dịp lễ Vu Lan, mấy bà cụ mấy ông cụ ngồi xung quanh vậy đó, nghe một ông nhỏ nói chuyện. Thì quý vị Pháp Hòa biết lúc đó là đâu phải người ta thích nghe mình nói pháp, nhưng mà người ta muốn hỗ trợ để cho cái khả năng người nào được phát triển. Thưa đại chúng, nghe pháp cũng có bốn chúng nghe pháp. Thì trong đó có một chúng nghe pháp có tên là trợ duyên chúng. Trợ duyên chúng là sao? Những vị đó đã hiểu hết Phật pháp rồi, nhưng ngồi đó để trợ duyên cho người nghe cũng như người nói. Cho nên lúc nào ở những buổi pháp thoại, Pháp Hòa đều biết rằng trong hội chúng này có những người là đương cơ, tức là họ rất cần nghe, nhưng có những người chỉ là trợ duyên cho mình thôi. Xin lỗi, nhiều khi người ta hiểu biết hơn mình nữa, người ta tu tập hay hơn mình nữa, nhưng mà tại sao người ta vẫn chịu khó ngồi đó? Vì người ta đang thực hiện hạnh của Bồ Tát là làm một chúng trợ duyên cho mình trên cái bước đường giáo hóa hay là hoằng pháp của mình. Những bậc hòa thượng á, các ngài tạo những cơ hội cho các thầy trẻ được đi giảng. Hay là ví dụ thầy trụ trì ở đây, thầy cũng đang là cái người trợ duyên cho Pháp Hòa hoằng pháp. Thầy dư khả năng giảng dạy, nhưng mà tại sao hôm nay thầy vẫn kêu Pháp Hòa? Vì thầy muốn tạo duyên cho Pháp Hòa, để Pháp Hòa làm cái công việc Phật sự của mình. Cho nên đi tới đâu mà quý thầy tổ chức pháp hội, trong lòng Pháp Hòa đều cảm niệm ơn của quý ngài. Quý ngài đã trợ duyên cho con, quý ngài chịu khó mở pháp hội vì quý ngài muốn trợ giúp cho Phật tử và trợ duyên cho một thầy tu. Huynh đệ của mình hay là hàng đệ tử của mình, hàng em út của mình, vân vân. Cho nên trong nhà sẵn báo thôi, tìm kiếm là mỗi người có khả năng, chúng ta hãy phát triển cái đó. Và nói cách khác hơn là hãy tự tin với chính mình. Trong nhà sẵn báo thôi, tìm kiếm là mình phải tin mình có khả năng làm được việc đó. Có ai tin rằng á mình thuộc chú Đại Bi đâu? Vậy mà giờ mình thuộc chú Đại Bi. Tại lúc mình mới bắt đầu đi chùa mình tụng á, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đắc Ra Ra Dạ Dạ Dạ, mình tụng, mình nói trời ơi, tụng kiểu này chắc suốt đời tôi không thuộc. Vậy mà rốt cuộc thuộc được chưa Đại Bi? Vậy thì khả năng của mình có mà. Mà nếu mà so ra chú Đại Bi với những bài kinh khác thì chú Đại Bi khó hơn không? Khó hơn nhiều, mà mình vẫn thuộc được. Thì những bài kinh khác không còn khó. Có bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể ăn chay trường không? Vậy mà mình ăn chay trường được. Có bao giờ mình hồi xưa là người nghiện thuốc mà bây giờ bỏ được thuốc? Mình là người nghiện rượu mà bỏ được rượu. Tại sao? Cái ý chí của mình. Nếu ý chí mình có là vượt tất cả các. Có nhiều khi mình đang đeo mắt kiếm trên mắt này, mà cứ đi kiếm cái mắt kiếm, trong tay cầm chìa khóa mà chạy vòng vòng đi kiếm chìa khóa. Chữ tổ hay la vụ này này, chữ tổ la này là gì? Cởi trâu đi tìm trâu. Cái câu nhà thiền hay sai là người đó đang cởi trâu mà đi tìm trâu. Mình vẫn có Đức Phật ở trong tâm mà vẫn đi tìm một Đức Phật bên ngoài. Ở đây ngài muốn nói tới cái khả năng của chính mình. Và quý vị thấy ở đây mà đâu có người nào mà không có khả năng. Dù nấu ăn đơn giản nhất bạn biết, giỏi thì không giỏi, nhưng mà các bạn biết. Mà nếu mình thích cái đó, ngay cái chỗ đó mình phát triển là sao lên. Hồi xưa mình đâu biết thỉnh chuông thỉnh mõ đâu. Giờ đi tới chùa, chùa cử mình ra, thầy hướng dẫn cho mình riết vậy mà mình biết chuông biết mõ, biết tụng kinh. Trong nhà sẵn báo thôi, tìm kiếm là ở cái khả năng mình phải có tự tin đó. Và cuối cùng là gì? Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, không câu nệ. Đối cảnh vô tâm á, không có nghĩa là mình gặp cảnh quay lưng, không phải vậy. Nhưng mà không câu nệ dính mắc bất cứ hình ảnh. Ví dụ như có những lúc mình đi giả, độ người ta thỉnh mình ra một cách rất là trịnh trọng. Nhưng có những nơi rất đơn giản mà mình đơn giản là tốt. Tại vì sao? Tại vì cái gì mà nó quá, ta không có chịu được. Chư của bà ngày hôm qua với chùa Bảo Quang có hai em nhỏ cầm hai cái giỏ hoa hồng này mà gắt sẵn rồi chuẩn bị đi rồi tung. Bà quà vô bà thấy hai giỏ bông mà nó nhớ đừng có vụ này. Em không phải tiên nữ. Thật ra mà thỉnh đi mà có một cái khi lễ đó là đã đối với Pháp Hòa là đã quá rồi, mà không cần cũng được. Để quý vị chùa tổ chức thì muốn nói lên cái tấm lòng cầu pháp, và cái đó là cái nghi lễ mời thỉnh. Nhưng mà người tu mình càng đơn giản càng tốt. Cho nên em mà phần lớn là có thỉnh ra mà không có thỉnh vô. Tại vì sao? Xong rồi bật chụp hình. Đối cảnh vô tâm không có nghĩa là một cái cách sống thờ ơ, phó mặc, mặc kệ người ta, không phải vậy. Nhưng mà mình đối diện bất cứ cảnh duyên nào, tâm mình lại bình thản. Đó là hạnh của xả ly. Xả ly không có nghĩa là mình xả của cải. Xả ly là mình đừng chấp trước bất cứ một cái gì khi nó đến. Cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó. Đối cảnh vô tâm. Và thậm chí là mình làm việc gì cho ai xong rồi là xong, không có cần ghi nhớ. Tại vì mình bận lòng mình khổ lắm. Cũng giống như các bậc mà người ta hay nhắc mình đó, mình thương chúng sanh, mình chăm sóc chúng sanh, sao mà giống như một người mẹ mà lo cho con vậy đó. Không bao giờ tính sổ với nó. Chưa có một người mẹ nào mà có cuốn sổ. Từ những lúc sanh nó ra nó uống bao nhiêu bình sữa, xài bao nhiêu cái tả. Chưa có người mẹ nào tính đó. Mà nếu mà mẹ mà chịu tính với mình đó, trả nổi không? Trả không nổi. Thì mình đối với chúng sanh cũng như thế. Làm việc gì cho ai là không tính sổ. Người ta có đối mình sao đó là tùy duyên người ta nói. Thôi mà ví dụ có nhiều lúc đó, mình thân với người đó, nhưng mà tới một cái chỗ đó người ta không có tiện nói chuyện với mình vì một lý do nào đó, chuyện riêng của gia đình người ta. Có thể ba má người ta khó, chồng người ta khó, ta không muốn giao tiếp với ai. Người ta gặp mình cái ta lơ lơ chút cái giận. Mà mình thiếu cái quán cái duyên. Thôi giờ không biết có thiệt không, quán đi, quán cái tốt chứ. Chắc bữa nay có vấn đề gì khó xử, đừng có bùa họ chứ. Mình quán cái tốt trước. Để chi? Để lỡ nó thiệt vậy, con chuẩn bị trước rồi. Mà lỡ nó không phải như vậy, nhưng mà nhờ mình nghĩ như vậy cho nên tâm mình an. Mà đa số là mình cứ nghĩ cái tệ trước. Trời ơi, bữa hôm gặp tôi niềm nở, bữa nay gặp tôi quăng cục lơ nha. Cho nên tiếng Mỹ nói rõ: prepare the bad for the good. Mình hãy chuẩn bị một cái tình trạng tệ nhất để mà mình sẽ tiếp nhận một cái tốt. Nhiều khi mình nói nó dở đi, để lỡ nó có nó tốt đó, mình dễ chịu hơn. Mình nổ cho giữ rồi cuối cùng cũng được, thì nó tốt sáng pháo không. Cho nên á, Ngài Trần Nhân Tông đã phối hợp một dòng thiền Việt Nam. Và dĩ nhiên dòng thiền nào tu á, thì cũng để minh tâm kiến tâm. Hay nói cách khác là thấy tánh là thành Phật. Thấy được bản chất, thấy được Phật tánh của mình là ngay đó là thành Phật. nhưng mà mình thành Phật không lẽ ngồi hưởng buồn lắm. Mình phải hội nhập ta bà, giống như tinh thần của người tu tịnh độ, không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê. Cho nên mình mới thấy tinh thần của đạo Phật, anh tu pháp nào cũng thế thôi. Cuối cùng con đường của chúng ta, sự nghiệp của người tu là phải nhập thế độ sanh, chứ không phải để rồi chúng ta thờ ơ trước mọi cảnh, làm tất cả các việc mà không việc nào mình dính. Cho nên nó tịnh độ mày về cực lạc rồi, thâm nhập được cái bất thối của Bồ Tát rồi, thì người đó cũng trở lại ta bà để giáo hóa chúng sanh. Đối cảnh vô cái con đường của Ngài là thấy tánh thành Phật nhưng vẫn nhập thế độ đời. Và cái bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của Ngài rất là dài, nhưng mà Ngài đã kết thúc bài đó bằng 4 câu, và 4 câu đó xưa nay ai cũng thuộc. Người nào mà có nghiên cứu Phật giáo chút là đều thuộc các bạn đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tiền ký, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiệt. Qua tinh thần sống hội nhập, hành động tùy duyên, tự tin vào chính mình, và cuối cùng là gì? Không câu nệ chấp trước. Và quý vị thấy nếu mà mình có được 4 cái bản chất này, sống an lạc không? Ngay cái đó là ở đời vui đạo, Cư Trần Lạc Đạo. Nói về văn hóa phương Đông, cây trúc tượng trưng cho quân tử. Người Hoa đó, Tết tới viết thiệp cho bạn á, hay mua cái thiệp cây trúc, và trên cây trúc á, trúc báo bình an. Chỗ nào có trúc, chỗ đó có bình an. Cây trúc là tượng trưng cho người quân tử. Tại sao? Thứ nhất, cây trúc thẳng, quân tử thẳng thắn. Cây trúc rỗng ruột, tượng trưng cho rỗng tâm. Người quân tử thẳng thắn nhưng tâm phải rỗng. Thí dụ thẳng thắn này, nhiều khi mình thẳng thắn nha, người đó làm sai chặt đẹp, xong rồi để trong bụng, mai mốt gặp ai nói tiếp. Cái đó là thẳng thắn mà không rỗng tâm. Cái thứ ba của cây trúc là gì? Có cái mắt á, tượng trưng cho cái khí tiết của một con người. Cái thứ tư của cây trúc là gì? Chịu được cái lạnh, nghĩa là chịu được khó khăn. Cái thứ năm của cây trúc là gì? Cây trúc nó thẳng cái lá, cái lá nó thẳng á, nhưng mà lúc nào cái lá trúc nó cũng khom đầu. Hôm nào quý vị để ý cái lá trúc, gió mà thổi là nó vậy, nó phất phơ. Người quân tử thẳng thắn, rỗng lòng, chịu đựng khí tiết nhưng khiêm cung. Khiêm cung, lá trúc gặp gió cúi đầu. Mình gặp ai hơn mà mình ngó lên và nhìn nó xấu. Cho nên tại sao đạo Phật phải lại? Bởi vì mình lại là mình hạ mình. Không có cái hạ mình nào thấp cho bằng 5 vóc sắt đó. Cho nên lại Phật không phải lại tượng xi măng. Tượng xi măng chỉ là một biểu tượng để hướng tâm thôi, nhưng mà chính là bản thân mỗi người chúng ta đang thực hiện hạ mình, khiêm cung hết mức, hạ cái ngã, dẹp cái ngã. Cho nên học lại Phật không có mê tín, không có mê tín. Nhưng mà bây giờ để không không mình có điểm tiền đó, đặt tinh Phật đó lại, không phải lại xi măng cốt sắt, lại tượng đồng tượng gỗ, mà lại cái lại xuống để cái ngã mình nó hạ xuống. Cho nên gặp nhau là chắp tay, ai như là Phật. Nó nhỏ hơn tôi sao phải chào nó? Nó nhỏ hơn mình, mình lớn hơn nó mà mình chào nó, mình mới lớn thật. Còn nếu mà nó nhỏ hơn mình bắt nó phải chào mình trước thì mình lớn bình thường. Còn mình lớn hơn nó, mình vẫn cúi đầu chào nó là mình lớn phi thường. Con người có ba thứ: bình thường, bất thường, phi thường. Mình muốn mình cái thường nào? Trời ơi, bữa hôm nó gặp tôi chào, bữa nay nó không gặp tôi đấu thằng chào lại. Đó bình thường. Ta chào mình thì mới chào lại, bình thường. Người ta không chào mình vẫn chào, mình mới phi thường. Còn người ta bất thường rồi mình cũng bất thường theo là mình double. Mình lấy cái xấu của người ta để làm cái xấu của mình sao? Đâu có được. Ví dụ như người ta chửi mình chửi lại, đó là mình lấy cái của người ta rồi làm cái của mình. Cho nên Phật tổ nói, Phật tổ nhắc nhở mình đừng có lấy cái xấu của người làm cái xấu của mình. Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó. Trời ơi, cái bà đó bà đi chùa bà dữ lắm, bữa tôi ghét tôi đâu đi chùa. Ôi như vậy là cái bà đó bà đi chùa bà dữ, mình không dính dáng gì chuyện dữ của bà rồi mình bỏ luôn cái chuyện đi chùa. Như vậy là mình thấy cái dở của bà rồi mình thối lui mình rồi. Quý vị hiểu là nói vậy đó. Cho nên thấy người không tu mình phải tu nữa, thấy người dở mình phải làm sao để vững, để bảo vệ cái đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy này, thỉnh thoảng quý vị nghe chuyện này chuyện kia xảy ra trong đạo đó, đừng có bận tâm. Vì sao biết không? Vì cái đó vốn không phải là đạo, nó là những cái rong ria, lâu lâu cỏ dại cỏ hoa, nó không bận tâm chi hết. Hãy chú ý cái hoa nó đang lên, đừng có bận tâm mấy con cỏ dại. Trăng có sáng vằn vặt hay sáng mơ màng, nước nó vẫn thâu trọn vậy. Cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá, lá vững gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Chứ mình ôm cái gốc, còn mấy kia là ngọt, mấy kia là rong ria, đừng bận tâm. Ví dụ như thỉnh thoảng con mình nó lỡ nó nói hỗn với mình câu mà thường ngày nó không phải vậy, không lẽ bây giờ vì một câu nói đó mình từ đứa con sao? Thường ngày nó bình an lắm, nó đàng hoàng lắm, gần đây nó làm ăn nó thất bại, vợ chồng nó lục đục, cho nên thỉnh thoảng nó nóng nảy vậy. Làm mẹ bỏ qua, tại vì mình biết cái này không phải là đó, do hoàn cảnh, do nhân duyên nó như vậy, thương nó như vậy. Thì mình đối người cũng thế, ai mà làm gì mình mà mình phải thấy cái điểm chính của họ. Thường ngày họ làm sao, những cái kia bỏ là được, cái này là gì? Đối cảnh vô tận. Mà cái này cũng là xả ly, mà người xả được như vậy cho nên tươi được, không có buồn. Mà nếu có buồn, buồn 5 phút thôi, buồn 5 phút. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa đưa cây trúc. Lịch sử chùa Trúc Lâm ở Ấn Độ, thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam và hình ảnh cây trúc với cái nhìn của phương Đông. Có khí tiết khi chưa lên mặt đất. Cây trúc khi mà nó trồng, người ta trồng nó vừa lúa lên là mình thấy nó con khúc này, có cái mắt, cái mắt trúc liền. Có khí tiết khi chưa lên mặt đất, vươn cao lên, vươn cao lên, thân thẳng rỗng trong lòng. Vì thẳng trong lòng nên lá trúc mới ngay ra. Có gió tới, trúc vẫn dập đầu chào hỏi. Cho nên thẳng rồng mà chịu khó nhẫn nại, mà không khinh thường ai. Lúc nào đầu lá trúc vậy. Cũng giống như quý vị thấy hoa mai đẹp không? Hoa mai đẹp lắm, nhưng mà mai không bao giờ mọc ở trên đầu cây mai. Mai lúc nào cũng mọc ở bên cạnh cái thân, cái cành, chứ không mọc ở trên đầu. Đó là tượng trưng cho người đẹp mà không cao ngạo. Nếu mà mình gắn mai giả Tết nhớ đừng gắn đầu quăng. Có đốn cây giả vô gắn mai, gắn cây đầu, chọt cây đầu, ta thuyết mình không biết mai. Mình kết mai chùm nhưng mà mình kết bên hông, không bao giờ ngọc như trên cái đầu cây. Mai đẹp, chịu đựng được mùa đông, nhưng mà lúc nào cũng khiêm cung, không có bao giờ tự cao tự đắc. Nét đó, cho nên vì vậy cho nên á, mình tới chùa đó, cái vị trí ở giữa chánh điện là của trụ trì. Mình là một người đi tới chùa đó, không có đứng ở giữa, đứng nét của mình. Mình trụ trì chùa mình thôi, chứ không phải trụ trì chùa này. Không phải là người ta có giai cấp, nhưng mà mình sống được như vậy là sống gì? Ở đời vui đạo hải tình. Mình biết duyên mình đến là ở đâu, và mình đứng ở chỗ nào, thì mình đâu có bị lố. Cho người xưa người có trách mình tri chỉ, thời chỉ, chung thân bất sĩ. Đúng lúc để dừng, nên dừng, cả đời không có nhục. Tri chỉ, thời chỉ, chung thân bất sĩ. Tới lúc cần dừng nên dừng. Ví dụ ha, ở nhà đó nha, lỡ mà mình nóng giận, hai vợ chồng gây gỗ với nhau đó. Vợ mà la hét rồi nói rồi đó, ổng im lặng, đừng thấy vậy làm tới nữa, lát có chuyện á. Dừng đúng lúc đi. Dừng đúng lúc là ổng nhường mình, ổng im lặng, ổng nhường mà. Nhưng mà mình thừa thắng xông lên, lát ổng chịu hết nổi là thế nào cũng sao biết không? Thở vào hoa nở, thở ra dĩa bay. Người ta đang thực tập là đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lay. Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Cho nên hai người đều nóng, ai cũng có cái nóng, nhưng mà người ta nhường mình cũng phải biết chừng mực. Nếu mình làm hơn, người ta chịu không nổi, người ta sẽ quánh lại mình. Bảo đời là vậy. Tu cỡ nào cũng thế. Tại vì họ chưa phải là người trọn vẹn giác ngộ, thì không phải như mình nghĩ. Cho nên mình phải biết tùy duyên, mình phải biết đối cảnh, mình phải biết đối cơ. Người sống như vậy gọi là ở đời vui đạo. Người ta cho mình nóng nảy, người ta cho mình cái sự gọi là phát lộ, bọc cái giận của mình nhưng chừng mực. Giận cỡ nào cũng không nói thô nói tục, cái đó mới là đúng. Ai người ta hiểu rằng con người cũng có cái giận, nhưng mà giận mà phát lời thô, chửi tục chửi tiểu là không đúng cách. Mình được quyền nói giận dữ lắm là ông với tôi thôi, nói theo tiếng Mỹ là you me, còn xài mấy chữ kia nữa là không được. Rồi nhiều khi người ta chỉ gom ở trong lòng, mà đến lúc nào chịu không nổi, có phải là mình đã hủy đi cái duyên cái của mình. Cho nên Phật tâm lý, chư tổ tâm lý, chúng sanh ta còn sống trong đời thì mình còn những cái vướng mắc, nhưng mà tự thân tâm chúng ta phải hiểu mình ở chừng mực chỗ nào để mình không đi quá đà. Đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái bài thơ Cư Trần Lạc Đạo, 4 câu cuối của Ngài Trúc Lâm Sơ Tổ. Chúng ta thường gọi Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, có khi chúng ta gọi Ngài là Điều Ngự Giác Hoàng. Ngài có hai người thừa kế. Người thứ hai, Ngài chúng ta thường gọi Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà hay Trúc Lâm Điều Ngự Giác Hoàng. Người thứ hai kế thừa Ngài chúng ta gọi là Thiền Sư Pháp Loa. Người thứ ba kế thừa dòng phái Thiền Trúc Lâm này, đó là Ngài Huyền Quang. Ba vị này chúng ta thường gọi là Trúc Lâm Tam Tổ. Và đó là một dòng thiền đặc biệt của Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ thứ 3 đời Trần. Và hôm nay nhân về chùa Trúc Lâm, có Hòa kể đại chúng nghe lịch sử chùa Trúc Lâm bắt nguồn từ xứ Ấn. Nói sơ một chút triền phái trúc lâm của Phật giáo Việt Nam, và cuối cùng là hình ảnh cây trúc ở trong văn hóa của phương Đông nó mang những cái ý nghĩa gì. Và chúng ta hãy nên nhận cái tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam, đó là chúng ta hội nhập vào cuộc đời để chúng ta ứng dụng lời Phật dạy, sống trong đời mà vẫn vui, lấy đạo làm vui. Cho nên đời có làm cho chúng ta vất vả, đau khổ, nhưng có Phật Pháp trong lòng rồi thì không có gì làm khổ mình được. Kính chúc đại chúng. Quý vị còn giờ để mình câu hỏi không? Dạ con. Có mấy câu thôi. Thật là 20 phút nữa ha. Con có một tính nói lớn đi nhanh. Mọi người khuyên con lên chùa đi đứng nói năng phải nhẹ nhàng thì con không vui, con giận. Có phải lên chùa phải như vậy không? Thì cái này thì mình hỏi, nhưng mà thật sự là mình cũng đã hiểu rồi. Người Phật tử chúng ta luôn luôn có 4 oai nghi cần có: đi, đứng, ngồi, nằm. Đi nhẹ nhàng như con phụng, ngồi vững vàng như cái chuông, đứng vững như cây tùng, nằm như cái cung. Người ta thường nói hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Đó là cái đẹp. Nếu mà một, bây giờ thôi nói đơn giản đi, con trai mình nó dẫn bạn gái nó về, mình coi gì trước đó, thì mình cũng nói nhiều đó thôi. Coi nhỏ này đi đứng sao, nói năng sao. Chứ nếu mà con nhỏ nào ào đi một chàng, ngồi đâu không ý tứ gì hết, chưa gì hết mà khiêu ổng rồi, ổng xong rồi ổng ơi. Trời ơi, nó đâu nó rước con nhỏ đi về tìm cách. Thấy không? Đơn giản. Mình muốn con mình có một đứa bạn gái hay là có một đứa vợ như thế nào thì mỗi người chúng ta cũng như thế. Thật sự ra cái này không phải là mình xấu, chẳng qua là một cái thói quen thôi. Thì bây giờ quý vị đã đi, quý vị tập rồi, để cho người ta nhìn vô cái hàng ngũ Phật tử mình đẹp, mình chịu khó chỉnh chút. Tu là chỉnh sửa mà. Hồi đó mình nói nhanh là thường hay nói quá lời. Mình đi nhanh thường hay có té, bưng gấp thường hay đổ bể. Vậy thôi. Cho nên đó, người ta nói vậy nè: đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Phải không? Ngay cái cười cũng vậy. Mặc dù trên hình thức ai cũng nói cái lý. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhưng ta không nói câu thứ hai: cười không đúng chỗ, cười lỗ 12 thang. Trên hình thức là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhưng mà cười đúng lúc chứ. Đám tang người ta đang khóc vậy, lỡ cười rầm rầm lên. Người ta suy nghĩ gì mình thì sao? Cho nên thưa đại chúng là thật sự ra không có tội. Mình đi nhanh không có tội, mình nói nhanh không có tội gì hết á. Nhưng mà nó thiếu cái nét đẹp thôi. Bây giờ mình học oai nghi. Hồi nhỏ mình học sa di á, ai mà làm sa di học luật thì biết mở đầu cái chương sa di là gì, oai nghi là gì. Có oai khá sợ, có nghi khá kính, là oai nghi. Bây giờ quý vị nhìn một vị thầy tu á, mà đi đứng vững chãi, ngồi nói đoan trang, quý vị nể không? Còn một vị thầy mà ngồi đâu mà không có nghiêm trang nghiêm túc, nói năng không có từ tốn, tự nhiên trong lòng mình thấy thầy này sao sao. Mà tự ra cái đó là cái tâm lý của mình thôi. Thì mình lựa người sao thì mình cũng vậy. Nếu mà nói đúng rồi, 3.000 cái oai nghi, 8 muôn cái tế hạnh là chứ không phải thường thôi. 3.000 cái quan nghi, nội cái chương ăn thôi. Bây giờ mình học quan nghi trong chùa, nội cái ngồi ăn thôi, mấy chục thứ phải làm. Ví dụ như là ngồi ăn là lưng phải thẳng, chén cơm phải bưng ngang tầm người mình, muỗng cơm múc từng muỗng mà hả miệng không quá lớn, ăn cơm mà hả ra ta nhìn ta thấy nó trơn, trong này là không xong rồi. Rồi khi mà xỉa răng, cơm nó múc không có được làm rộn cái chén, mà không được lấy ngón tay vét, không được gãi đầu mà. Tại vì mình gãi đầu như vậy đúng không? Thì sao? Bụi nó bay qua bát người khác. Ai hỏi điều gì phải nhai xong rồi mới nói. Mà tự động khi mình nhai á, mình im lặng mình nhai cơm á, là cái người hỏi mình á, người ta chờ. Là vì người ta cũng học luật, người ta biết. Hỏi mình mà mình trả lời liền, ôm nó rớt. À, rồi cái xào chiều cái rớt chứ cái lụm bỏ vô. Nó nói cái chuyện ăn thôi. Rồi ngay cái khi mình cầm cái tông xỉa răng là phải cầm miếng giấy lên che miệng rồi. Không, rồi xỉa răng mà lỡ nó dính thì phải nhẹ nhẹ chứ phải. Không, thì quý vị cứ tưởng tượng mình nhìn hình ảnh đó thôi là mình thấy người mình tự mình à. Cho con xin hỏi Ngài China, hầu thái tử lúc chưa thành Phật, China là nước nào? Nước Trung Quốc á à? Trong này ghi rõ ràng, xin cho con xin hỏi Ngài China, hầu thái tử lúc chưa thành Phật, khi thái tử thành Phật, Ngài China tùy theo tại gia sắp thành gì? Biết ai không? Sa Đạt á. Sa Đạt mà biết thành China này chắc mới đi bệnh về. Tại vì trong lịch sử có kể Ngài Sa Đạt là người hầu của thái tử Sĩ Đạt-ta. Sẵn đây Pháp Hòa cũng trả lời luôn câu hỏi. Câu vị hỏi mình đọc Sĩ Đạt-ta hay Tất Đạt-đa là đúng, Sĩ hay là Tất? Thưa đại chúng á, tại vì tiếng Phạn là Siddhartha, Siddhartha thì mình âm là Sĩ Đạt-ta, nó gần hơn là mình phiên âm Tất Đạt-đa. Thí dụ như mình gọi là Thích Ca Mâu Ni thì nó là chữ phiên âm từ cái nguyên chữ gốc là Sakya Muni. Sakya Muni mình phiên âm là Thích Ca Mâu Ni, không có chữ bổn sư. Bổn sư là mình thêm vô, bổn sư là thầy của con, tiếng Anh dịch là my teacher, là do mình thêm vô để mình nói Thích Ca Mâu Ni là thầy của con, cho nên mình tự động mình người Việt với người Trung Hoa thêm chữ bổn sư vô, chứ còn tên của ngài không có chữ bổn sư. Tên nguyên thủy của ngài là Sakya Muni thì mình âm là Thích Ca Mâu Ni. Amita mình phiên âm là A Di Đà. Cho nên bữa hôm có một vị viết chén mà hỏi mà chưa kịp trả lời đó, đọc Tất Đạt Đa đúng hay là Sĩ Đạt Ta đúng? Thật ra chữ phiên âm thì không có nào đúng sai, có điều là mình chọn chữ nào nó gần nhất thôi. Thì nguyên chữ Phạn là Siddhartha thì chúng ta đọc là Sĩ Đạt Ta. Sa Đạt là người hầu của thái tử Sĩ Đạt Ta. Sau khi Sĩ Đạt Ta thành Phật, Ngài Sa Đạt vẫn xuất gia là một tỳ kheo đệ tử của ngài. Nhưng Sa Đạt do bị một cái phép là ỷ lại tôi là người từng hầu ngài khi ngài còn là một thái tử, cho nên ngài Sa Đạt khi vào giáo đoàn tu rất là không dễ thương, mang rất nhiều những cái tâm tánh tự cao tự đắc, và cuối cùng ngài Sa Đạt không có được chư tăng kính nể, và cuối cùng cuối đời ngài Sa Đạt ngài mới hối hận điều đó và Khi Ngài hối hận thì cũng là giây phút cuối đời Ngài trút hơi thở cuối cùng. Thì đó là mình nói về cuộc đời của Ngài Sa Đạt, người đã từng hầu Thái tử Sĩ Đạt Ta. Con đi chùa thì con thấy phiền não vì mọi người nhiều lỗi quá. Bây giờ con không đi nữa, con ở nhà tự tu thì con lại nhìn thấy lỗi của chồng và con của con lại phiền não. Bây giờ con phải làm sao? Thôi không trả lời. Tại em trả lời, cô nhận em luôn sao? Giờ anh không gặp ai cũng muốn phiền não. Vô chùa thấy có người lỗi, ở nhà thì thấy chồng con mình cũng lỗi. Bây giờ mình hỏi tại ông đang trả lời luôn, ổng lỗi luôn sao? Thưa bây giờ á, tại sao mình phải sám hối? Trong Phật giáo sám hối không phải để hết tội, mà hết tội là gì? Mình thấy lỗi của mình để mình sửa thì tội mới hết. Tội từ tâm khởi, đem tâm sáng. Nhớ câu đó, tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu. Khi anh thấy lỗi anh rồi thì anh không nói nữa, thì tội ngay đó nó dừng. Chừng đó tâm mình nó rỗng rang là tội tiêu, tâm tịnh thải điều không. Mà không ở đây không phải là không gì hết, mà chúng ta không còn thấy cái đó lỗi nữa, mà thấy cái đó là bài học cho mình. Người xưa dạy là người nào chỉ cho mình cái lỗi đó là thầy của mình, nếu lỗi đó đúng. Người nào khen mình đúng, người đó là bạn của mình. Thí dụ mình làm hay người ta khen, đó là bạn của mình. Mình làm dở mà người ta chỉ cái dở, đó là thầy mình. Mình dở ẹt mà họ vẫn khen mình đáo để, đó là kẻ thù của mình. Tại vì họ làm cho mình thương hơn, dở hơn. Cho nên sám hối là thấy lỗi của mình, chứ không phải sám hối để hết tội. Tội hết với điều kiện thấy lỗi và ngăn lòng. Ngày hôm qua có Hòa kể câu chuyện mà người đệ tử bưng chén nước đó, hôm nay nó đi thật. Có cái cô đó, cô lên cô gặp thầy trụ trì á, không phải thầy Dụng Tánh. Cô nói thầy ơi, bữa nay con nghĩ đi chùa con không quả nữa. Thì ông thầy hỏi tại sao? Nói con giận bà hai, con giận bà ba, con giận bà tư, cuối cùng giận tới bà tám. Bà tám giận là phải rồi. Thì cuối cùng thầy nói thôi bây giờ trước khi con nghỉ đi chùa là con quả đó, thầy yêu cầu con việc giùm thầy là con bưng cái chén nước này lên từ phòng thầy lên tới chánh điện, rồi từ chánh điện con bưng xuống trở lại phòng thầy với điều kiện là không đổ ra ngoài một giọt. Thì cô này cô bưng từ đó rồi trở về không đổ giọt nào. Thì khi mà người thầy nói sao cô chắc là không đổ, thì cô nói là tại vì chi trong khi con đi con chú ý rất là kỹ, con không có dùng nó đâu đó, con chú ý cho nên không đổ. Thì ông thầy nói tại sao con không đi chùa giống như con đang chú ý cái chung nước này? Việc gì của con chú ý, con đừng chú ý ai hết là con yên ổn. Thật sự ra ông chồng mà mình thấy có lỗi mà mình vẫn sống được ổng tới giờ này là mình là Bồ Tát rồi đấy. Họ ráng làm Bồ Tát thêm. Thưa cô là cái này không có gì sai nha, nhưng mà cô cố gắng cái này là mình tu mà mình không có được an lạc rồi. Mình chưa có biết đối cảnh vô tâm, mình chưa có biết ở đời vui đạo. Trách nhiệm của người Phật tử đối với ngôi Tam Bảo như thế nào, phải làm sao, cái này cũng bài giảng đó. Nhưng mà thôi bây giờ Pháp Hòa nói gọn, mai mốt quý vị tìm cái bài này Pháp Hòa đã nói rồi ở bên Đức ấy. Đối với Tam Bảo mình có mấy việc để làm. Thứ nhất, phụng sự Tam Bảo Đó là lo lắng cho Phật Pháp Tăng, phải không? Nhưng mà nó mới phụng sự à. Và mình phải học và tu quy y đó, quy y rồi giữ giới đó, là mình tu để mình phát triển. Phát triển cái gì? Cái con đường của Phật Pháp. Ví dụ mình đi chùa làm công quả, rồi mình quét nhà, mình nấu ăn, nó mới phụng sự. Vì phụng sự xây dựng là bổn phận của mình, nhưng mà cái phần đó là phần bên ngoài, nhưng tự thân phải tu tập. Hôm nào quý vị tìm cái bài giảng ở bên Đức đó, hình như là cái gì có chữ cư sĩ trong đó, không nhớ hết. Quan Hỷ cho con xin hỏi một câu. Trong bài sám cho con biết im lặng không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi, kính mong thầy giải thích giùm con. Yêu cầu qua đĩa con được nghe thấy, nghe thầy hát bài Lý Thiền Hành bằng tiếng Huế quá hay, hôm nay kính mong thầy cho chúng con được nghe. Cái chữ mà cho con biết im lặng không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi, nó có hai trường hợp. Nếu như mình biết được có khả năng để mình nhắc nhở cái người bạn đạo đó, thì mình phải dùng lời ái ngữ để nhắc nhở. Mình có thể đến trực tiếp với người đó, nếu mình quán chiếu cơ duyên của mình với người đó đã đến lúc để mình góp phần chia sẻ thì mình nói. Nhưng mà nếu như mình thấy chưa được thì không nên lấy cái lỗi người đó làm cái đề tài để đi rêu rao. Nhiều khi mình đi rêu rao người ta không ghi nhận đó là nhắc nhở, mà người ta mình được mệnh danh là gì? Đi rao lỗi của người. Cho nên nhiều khi cái ý mình tốt và làm không đúng cách thì mình bị mang tiếng là bà Tám. Mình được nói lỗi người ta, nhưng mà phải quán cơ, quán duyên. Như hồi nãy mày nói đó, đối đến thì ăn, mình làm được việc đó, nhưng lúc nào cần làm và cần nói. Và khi nói là phải nói như thế nào. Còn nếu như rồi bên cạnh đó mỗi ngày mình cũng cầu cho mọi người thấy được cái lỗi mình mà xa lìa cái lỗi của họ, chứ không phải là mình im lặng bỏ mặt người ta, không cho người ta, không nói gì cho người ta biết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nói như thế nào để người đó có thể chấp nhận. Con kính bạch thầy cho con hỏi câu: thà chấp nhận người mẹ người cha tội lỗi còn hơn là không cha không mẹ. Thì cái câu này ý vị này muốn hiểu, muốn hỏi là mình hiểu sao đó. Thật ra ở trong đời của chúng ta, cái bất hạnh lớn nhất là khi chúng ta không biết cha mẹ của mình. Chứ không phải là không có sao có mình. Nhưng mà mình không biết cha mẹ mình là ai, tốt xấu, mập ốm như thế nào, thì mình không cam tâm, và thậm chí nó đau khổ. Ở đây là mình nói tới cái tâm muốn cải hóa. Thí dụ như cha mẹ mình có lỗi, nhưng mà với cái thiện chí của mình, mình muốn làm sao cảm hóa cha mẹ mình trực tiếp hoặc là gián tiếp, còn hơn mình không biết họ là ai. Có một ví dụ, có những bậc cha mẹ lỗi lầm mình nói không được. Nhiều khi mình không có khả năng nói và người kia không có khả năng tiếp nhận, đó là mình trực tiếp không được. Nhưng mà ít ra mình gián tiếp được bằng sự nghĩ nhớ đến họ và tìm mọi cách chuyển hóa họ qua một cái con đường khác. Pháp Hòa đã từng gặp những người con như thế này, không dám nói gì với cha mẹ, mà cha mẹ chỉ nghe người khác thôi. Mà nhiều khi muốn tặng quà khác cho cha mẹ mà không đưa thẳng được, tại vì không có cái truyền thông. Nhưng mà người con đó, các người con nó muốn cái gì cho cha mẹ là đi qua con đường của người khác, nhưng họ vẫn an lòng là mình đã làm được một gì đó cho cha mẹ qua một cái hình ảnh gián tiếp mà không phải là trực tiếp. Nghĩa là ở đây là cái trường hợp là con cái biết được cha mẹ lỗi lầm mà mình muốn cải hóa cha mẹ bằng mọi hình thức mình có được, trực tiếp, gián tiếp, trung gian như thế nào đó, nhưng mà tâm mình vẫn khác. Cái thứ hai là nếu cha mẹ quá vãng, mình vẫn biết cha mẹ mắc cái lỗi nào để nhân đó mà chúng ta tạo phước để hồi hướng cho cha mẹ. Cho nên hà mình biết cha mẹ mình là ai, dù họ có lỗi lầm mà mình vẫn cảm hóa họ được theo tất cả những khả năng mình có được, còn hơn mình không biết. Quý vị nhớ Ngài Mục Kiền Liên không? Ngài Mục Kiền Liên nói là sao? Không biết mẹ mình ở đâu, cho nên Ngài đi tìm. Và Ngài đi tìm cuối cùng Ngài biết mẹ Ngài ở cảnh khổ, cho nên Ngài phát tâm Ngài cứu giúp. Và thấy mẹ đói khát thì đem cơm tới cho mẹ ăn. Và mẹ vì cái lòng bỏng sẻn cho nên lấy tay trái che cái bát cơm mà lấy tay phải bốc cơm ăn. Và do cái lòng tham đó, cơm bốc cháy. Ngài một mình cứu không được, Ngài trở về Ngài tìm mà Đức Phật để cứu giúp. Thì cái câu chuyện đó có nhiều vị nói chuyện hư cấu gì đó, ở đây mình nhận cái ý đi, tại mình xa quá mình không có chứng minh thiệt giả gì đó, nhưng chúng ta hãy lấy cái ý ở đây cũng nói cái gì. Có phải là Ngài nhận thà là mình biết cha mẹ mình lỗi lầm, ở mắc cái khúc mắc nào để mình cứu giúp họ con không? Và hơn nữa mình phải thấy cha mẹ mình, nếu với cái nhìn của Bồ Tát, cha mẹ mình vẫn là một chúng sanh chứ đâu có ai khác nữa. Cho nên mình biết một chúng sanh nào còn đau khổ mình vẫn cứu. Ví dụ như con của mình này, bây giờ con mình á, nếu mà nó gặp khó khăn á, quý vị chọn rằng thà mình không biết con mình khổ để mình nhẹ lòng, hay mình mong biết rằng con mình khổ để mình tìm cách giúp nó. Dĩ nhiên là mình sẽ chọn rằng thà là tôi biết con tôi nó khổ chỗ nào để tôi còn tìm mọi cách tôi giúp nó, trực tiếp, gián tiếp, trung gian hay bằng mọi hình thức. Còn hơn cái giữ kín trong lòng đau khổ, nó không nói với ai và tôi không biết gì hết, thì tôi cảm thấy tôi thờ ơ, tôi vô tình vô tâm với con cái quá. Cũng như thế. Cho nên cái câu này á, không phải là, đây là một cái ý, một cái ước nguyện rất cao đẹp của con cái đối với cha mẹ. Mình biết cha mẹ mình vấp phải những khổ đau nào và mình làm được hay không không biết, nhưng mà ít nhất tâm mình an là vì mình đã làm tất cả những gì cho cha mẹ mình có được. A Di Đà Phật. Thầy ơi hôm nay đây tại hội trường chùa Trúc Lâm, đại chúng đông đúc như vậy, đúng là thầy Thích Pháp Hòa có sức hấp dẫn. Thầy hoan hỷ cho con biết bài giảng nào thầy đã chỉ làm trao đó thầy. Vậy là em với trao hấp dẫn giống nhau. Làm gì cho nó cực, đi mua ăn cho rồi. Thôi mình ăn trao nó lên men cũng tốt. Lấy phô mai đầu bò tán ra, cho vài giọt magic vô, một chút xíu ớt con gà vô, rồi quậy đánh nó lên cho đều, dứt ăn cơm. Ngon lắm. Tối nay về làm thử đi, phô mai đầu bò. Thưa thầy, con cảm ơn thầy đã chia sẻ lịch sử về chùa Trúc Lâm. Con có dịp được nghe thầy giảng và con có thắc mắc cơ duyên nào thầy biết được những bài hát về tình yêu lứa đôi. Trời ơi, chi mà chi tiết dữ vậy. Ở trển hết rồi, ở trển sắp xếp. Xin thầy giải thích về tác dụng của hồi hướng. Cái chữ hồi hướng này Pháp Hòa nói nhiều rồi. Hồi là quay trở lại mình, hướng là về người. Trước khi mình hướng cho ai, mình nên hồi về mình. Quý hiểu ý không? Ví dụ mình muốn cho người ta tiền, khoan hứa phải coi con nhiêu. Trước khi cho là hướng, mà trước khi cho nhiêu phải hồi vô túi còn nhiêu chứ. Cũng giống như mình cầm cái thẻ mình đi cà thì phải biết rằng cái thẻ của mình nó limit bao nhiêu mình mới dám cà chứ. Hoặc là mình biết rằng tháng này mình đã trả cái tiền visa này minimum chưa, nếu chưa trả là không thể cà tiếp được nữa. Cho nên trước khi hướng là phải hồi nó có 4 cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại. Hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, 4 cách hồi hướng. Như vậy thì chữ hướng là cái tâm thiện muốn đưa về mọi người, nhưng trước khi hướng cho người phải hồi về mình. Ví dụ mình muốn giúp người ta mà trước khi mình có được an lạc không? Thỉnh một tiếng chuông lên là làm cho đại chúng an lạc, đó là hướng đó. Nhưng phải hồi là mình có an lạc chưa trước khi thỉnh chuông. Hay thỉnh chuông mà bực bội quá, không thoải mái, thì cái tiếng chuông đó không có phát hay và làm cho người nghe người ta cảm nhận được cái tiếng chuông không hay. Nấu ăn cũng vậy, trước khi nấu phải biết trong tủ có cái gì, mở tủ ra coi có món gì là hồi trước khi quyết định nấu món gì để hướng. Muốn cho số lượng đó ăn đông phải nhìn lại số lượng rau cải có đủ không. Cho nên cuộc sống chúng ta không phải hồi hướng ở thời kinh mà hồi hướng mỗi giây phút trong cuộc sống. Có cái ông đó, cái bà đó phải dẫn đứa con lên nhờ ông thầy khuyên nó đừng có phung phí. Ông nói bà dẫn con bà về đi, 2 tuần nữa dẫn nó lên. Tới chừng 2 tuần lễ sau dẫn nó lên, ông thầy khuyên đơn giản vậy thôi: con ơi, con làm cực khổ lắm, đừng xài phung phí con. Bà xì một cái, bà nói tưởng nói gì cho bữa hôm nói đại đi. Trời đất ơi, tưởng đâu có gì hay ho, 2 tuần lễ sau làm tôi chờ muốn chết, dẫn nó lên nói bao nhiêu đó. Ông nói dạ không phải, tại trước khi khuyên nó tôi phải làm được trước tôi mới nói. Tôi phải sống hạ tiện rồi tôi mới dám nói đâu. Ông thầy đã biết hồi hướng đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, trước khi chúng ta nói cái gì, làm cái gì phải hồi trước khi hướng. Một lời nói của mình thôi mà nói không hồi đó là hướng này nó đi thẳng bon luôn, nó quẹo tùm lum. Cho nên hồi hướng hay lắm, chứ không phải là cái chuyện là tụng kinh rồi là nguyện đem công đức này đâu. Hồi hướng là một pháp tu trong đời sống của chúng ta. Trước khi muốn quẹo đâu phải hồi cái chứ. Đi đâu phải nhìn xăng có còn không là hồi. Muốn cho ai cái gì phải hồi, muốn nói gì phải hồi trước khi hướng. Vậy thì hồi hướng là pháp tu, chứ hồi hướng là một cái chuyện mà mình nói hơi hơi trong những bài kinh vậy. Hồi sự hướng lý, đem 3 chén cơm lên cúng là sự. Cái lý là gì? Để giữ lại văn hóa truyền thống, nhớ cội nhớ nguồn, đó là lý. Đem trái cây lên cúng là sự, nhắc nhở mình nhân quả là lý. Đó, đem trái cây lên là hồi sự. Không có việc gì chúng ta làm mà không ngoài cái nghĩa hồi hướng hết á. Trước khi muốn giúp cho ai mình cũng phải quán chứ. Ví dụ như giờ mình nói bây giờ để kiếm cách để giúp cho đứa cháu nó qua bên này, để mai mốt nó đi làm ăn nó giúp đỡ cho ba má nó. Chứ bây giờ mình cũng già rồi, mình đâu có nuôi mãi gia đình nó nổi. Bóc một đứa qua đây để lo cho gia đình nó, đó là hồi hướng. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng rồi, kinh điển mình tụng nó là cái đạo lý trong đời sống hàng ngày đó. Nội cái câu là tự quy tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Đạo tràng không thể nào hết thảy không ngại nếu mỗi người mỗi hướng. Cái này vô chừng quá ngại. Thống lý đại chúng, mình hội nhập với mọi đại chúng, chừng đó nhất thiết vô ngại. Đại chúng người ta ai cũng nói vậy, mình đi ngược lại là ngại vô cùng. Mình muốn được cái ý niệm thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, không còn trở ngại. Bản thân mình hỏi mình có nhập được với chúng đó chưa? Mình hội nhập được chúng đó chưa? Để rồi là nhất thiết vô ngại, hết thảy không ngại. Cho nên chư tổ sắp xếp một thời kinh như cuộc sống của chúng ta vậy. Mình thấy được cái điểm đó rồi, tụng kinh không mỏi mệt, tụng không buồn chán. Ráng câu nữa Rồi sao hai nữa là con xin thầy hoan hỷ giải thích dùm việc cho người già nằm một chỗ nghe kinh có giúp được bớt nghiệp không? Vì người chị của con đang chăm sóc cho mẹ của con 90 tuổi nằm một chỗ, nhưng chị không nghĩ rằng việc cho mẹ của con nghe kinh giúp ích. Vì gì? Nếu đã tạo nghiệp thì phải chịu, và chị của con chưa trả hết nợ cho mẹ thì cũng không được. Vậy ý là nói là mình quan niệm rằng người già không cần phải nghe pháp, vì năng nằm đó là đang trả nghiệp, thôi để cho trả đi. Thưa đại chúng, có nhiều khi người ta nằm đó, ta bệnh, ta không có response, ta không có phản ứng gì hết á. Nhưng mình đừng nghĩ là người ta, cái tấm nghe, tấm hiểu nó mất, nó không có mất. Nhưng mà tại vì người ta bệnh, cái căn này nó không đủ để nó nói cho mình biết rằng người ta đang hiểu mình nói cái gì. Mình mở băng, mở pháp, mở niệm Phật cho người đó nghe đó, dù người ta không phản ứng, người ta có nghe không, nhưng mà tâm thức người ta nghe. Dù một giây phút nào người ta nghe, người ta hiểu được cái chỗ đó, hoặc thậm chí lời lành nó đi vào trong tâm thức, gieo cái chủng tử cho người đó vẫn lành, vẫn tốt. Bây giờ mình đặt một cái trường hợp, mình không cho nghe Phật pháp rồi mình cứ mở nhạc rỉ rả mình nghe hoài. Người già sắp chết rồi mà anh ơi đừng bỏ em một mình. Bây giờ giữa hai cái đó mình thấy cái nào lợi hơn? Mình nói đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình mở, mình nói là mình quan niệm là không cần nghe gì hết, tại vì người này đang trải nghiệm. Rồi bây giờ mình cứ mở nhạc rỉ rả mình nghe thì đâu có lợi gì cho người mất đâu, thì người bệnh đâu. Cho nên mở băng giảng, mở băng niệm Phật, hay là thậm chí mở những cái gì lành thiện cho người đó nghe vẫn tốt. Người nằm đó, người ta cái tánh nghe nó không mất, tánh nghe không mất, nhưng mà tại vì cái căn nó không đủ để nó nói cho mình biết không. Bây giờ có một ví dụ nha. Bây giờ tắt đèn hết cái hội trường này, hỏi thấy gì không? Thì đại chúng sẽ nói không thấy gì hết, tối hù à. Tối hù là thấy rồi chứ gì nữa. Nhưng mà tại vì mình hay mắc kẹt cái chỗ là khi nào thấy có cái hình ảnh mới kêu là thấy, còn tối hù không phải là thấy. Vậy chứ mình trả lời không thấy gì hết, tối hù à, thì tối hù là cái mình thấy đó. Cái tánh nghe mình không có mất. Tối thì thấy tối, sáng thì thấy sáng, chứ tánh nghe không mất, tánh thấy không mất. The nature of your view never gone. Nhưng mà mình bị một cái kẹt là hễ thấy cái tướng mới kêu là tướng, cái kêu cái tên đó. Ở ví dụ mình cứ im lặng hết, có nghe không? Không, im ru à, im ru là cái mình nghe đó, im ru là cái mình nghe đó. Còn ví dụ như phát lên, ô tôi nghe, tánh nghe không mất, nhưng phải rõ ràng nghe im lặng và nghe con đi. Cho nên khi ngài Đức Phật nói với ngài A Nan á, đánh tiếng chuông lên. Rồi Đức Phật lấy tay dịnh chuông hỏi A Nan nghe, dạ con nghe cái không có tiếng. Đức Phật nói tại sao ông ngớ ngẩn vậy? Lúc tôi thỉnh tiếng chuông thì ông nói là có nghe, mà rồi khi mà chuông không có thì ông nói là không nghe. Vậy thì cái tánh nghe nó đi đâu? Khi không có nghe ông vẫn phải trả lời là nghe không có tiếng, cái tánh đó không mất. Vậy thì cái người nằm bệnh đó, bệnh quá không đủ khả năng nói gì nữa không, nhưng mà cái này không mất. Mình cứ hỏi cho nghe. Mà đặc biệt hơn nữa, họ không nghe, không respond, nhưng mà đặc biệt nữa là ai nghe? Mình nghe. Mà nếu mình nghe mà mình hiểu đạo được, mình tu. Giống như kinh Địa Tạng nói, người chết hưởng một phần, người sống hưởng sáu phần. Mình nghe, mình tỉnh thức, mình tu thì mình là người sống hưởng. Nhưng mà giờ tại má tôi mở cho má nghe, nhưng mà mở cho má nghe có con Phật thôi. Còn tôi nghe, tôi hiểu, tôi chuyển hóa, tôi tu, tôi chấp nhận này kia, tôi nghe, tôi lợi lạc. Cho nên tụng kinh cho người mất á, cái hình nó có nghe không? Nếu mà người cái hình nó mà nhép nhép lên đó, ai hía à? Dám đứng nó tụng nữa không? mượn cái hình người mất, tụng cho người mất, nhưng mà thật sự người đang quỳ đó nghe, người quỳ đó cũng nghe, thẩm thấu được cuộc đời, thì người đó chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa chấp trước, tụng cho người mất nhưng mà giáo hóa người sống. Nhưng mà nếu không có người mất á, người sống không có chịu nghe. Ai mà chịu quỳ nó nghe thầy lại nhảy tiếng đồng hồ, tại má tôi mất nghi lễ, ngồi thầy nó tụng cho má tôi nghe, mượn cái hình ảnh má tôi nghe, mà tôi xong rồi giờ tôi nghe xong tôi đi chùa tôi tu luôn. Đó, người sống hưởng 6 phần, người chết hưởng 1 phần. Lợi lạc chứ không có sao hết á. Bây giờ thử tưởng tượng mình mở cái bản nhạc lý đã cả ngày với băng giảng thì cái nào thấy hết. Nghe xong rồi bây giờ thuộc luôn luôn. Một người đi với một người, bà già nằm đó, tao ngồi đây con mình. Giống như con cái ông cụ đó mà sắp chết được quy y đó. Lúc sống không chịu tu, không chịu quy y, cái sự sắp mất cái tôi quy y, dẫn thầy vô. Cụ ơi cụ, giới thứ nhất không sát sanh cụ giữ được không? Tới giới thứ ba, giới thứ ba không tà hạnh được không? Ông nói trời ơi trời, sắp chết tới nơi còn làm ăn gì nữa. Lúc đó ông cũng tỉnh, ông cũng trả lời nữa. Thôi mình hết giờ rồi. Cảm ơn đại chúng. Vì là Phật kính bạch lên trên Tôn Đức, chúng con rất là biết ơn quý ngài đã tạo một cái duyên lành cho chúng con tối hôm nay được quy tụ về chùa Trúc Lâm để cùng ôn lại những lời Phật dạy, để cùng sắp tấn nhau trên con đường tu tập, đặc biệt là sắp vào mùa Phật đản. Tất cả chúng ta ai cũng đang rất là vui mừng, nhộn nhịp chào đón cái ngày trọng đại của Đức Phật, đó là ngày đản sinh của ngài. Thì xin đại chúng hãy giữ tâm niệm hân hoan chào đón ngày này bằng cái tâm niệm tu tập của mình, và làm sao để cho Đức Phật đản sinh trong đời sống chúng ta mỗi ngày, chứ không phải là 1 năm 1 lần. Thì được như thế thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái lợi ích trên cái sự học đạo và tu đạo của chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng đã không quản ngại một ngày làm việc mệt nhọc, tối thứ hai mà đại chúng vẫn còn tâm hữu như thế này thì quả thật là cái tinh thần học đạo rất là cao. Pháp Hòa xin tán thán rất nhiều và chúc đại chúng an lạc.